ngon vậy không? Uống ngon hay được. Khổ thân nha. Em xin chào tất cả các chị. Xin chào Nguyễn Huệ nhé. Xin chào Ngô Thủy Linh. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào Hồng Anh. Em xin chào tất cả các chị. Các chị ơi, hôm nay em làm một lô dạ hàn vừa về á, hàng cực kỳ đẹp luôn. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm để mua áo dạ dài với giá 190k, chia sẻ còn 180k. Dạ ngắn 150, còn chia sẻ còn 140 các chị nhá. Các chị vào chia sẻ bài hộ em, mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Các chị chia sẻ lên các trang hội nhóm và trang cá nhân hộ em với nhá. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ để mua áo dạ. Lô áo dạ nhà em hôm nay cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Xin chào Biên Siêu Nhân. Siêu Nhân ấy, hôm qua hình như em có áo len ở đây, hôm nay ưng cái gì xong chốt đơn chị gửi hàng luôn Siêu Nhân nhá. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ cho đông đông các chị vào em làm. Lô áo dạ hôm nay cực kỳ đẹp luôn, em cực kỳ ưng ý luôn ấy. Ok, chị người chị đây Siêu Nhân. Ưng cái gì thì nhắn chị nhá. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Xin chào Lê Trang, xin chào Trần Hòa. Áo dạ đầu mùa, áo dạ của Hàn. Cảm ơn Ngô Thủy Linh, xin chào Danh Lê. Áo dạ của Hàn, áo dạ đầu mùa bao giờ cũng đẹp các chị nhé. Nên các chị ưng cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Hàng nhà em đảm bảo các chị là em lựa chọn cực kỳ kỹ. Ok, hình như đúng rồi, em có ba cái áo len đấy. Hôm nay chị định chốt đơn nhưng mà thôi, để tối nay chị làm xong ngày mai chị chốt đơn luôn. Mai thứ bảy chủ nhật xong chị ở nhà chị chốt đơn cho mọi người. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm của em nhé. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ. Đây con này cầm. Xin chào Phương Lê. Cảm ơn Hồng Anh nhé. Hồng Anh nhìn như hôm qua cũng có áo ấy. Sao hôm Hồng Anh hôm nọ cũng có đơn hay sao nhỉ? Xin chào Thảo Trần. Cảm ơn Nguyễn Huệ nhé. Các chị cảm ơn Thảo Trần nhé. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em để mua áo dạ dài. Nhà em là chủ yếu là dạ ép và dạ mịn các chị nhé. Áo dạ dài là đồng giá 190k, chia sẻ còn 180k. Áo dạ ngắn là 150, chia sẻ còn 140. Ok Nguyễn Huệ. Các chị vào chia sẻ. Xin chào Trần Thu Hằng nhé. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em cho đông đông các chị vào em làm luôn. Đông đông các chị vào em làm luôn. Hôm qua chưa được quà. Hôm nay để cuối buổi live, cuối live em có ít áo len với mấy cái chân váy em tặng các chị nhé. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em để mua hàng. Nhà em chủ yếu là dạ ép dạ mịn các chị nhé. Siêu phẩm em báo giá cho các chị sau. Hàng rất là đẹp luôn các chị. Hàng của Hàn thì nó không màu, nó không nổi xanh đỏ tím vàng đâu các chị nhé. Nhưng mà dáng nó thì cực kỳ đẹp luôn, các chị mặc năm này qua năm khác. Em xin chào chị Tình Nguyễn nhé. Hàng màu màu dạ của Hàn thì màu nó không nổi như là dạ của Hồng Kông đâu. Nhưng mà chất nó cực kỳ đẹp, dạ Hồng Kông thì chất nó không được đẹp đâu các chị nhé. Nhà em thì em len hoặc dạ đều em đều lấy hàng của Hàn. Hàng của Hàn em rất là ưng ý luôn. Chất đẹp mà dáng rất là thời trang, phù hợp với người Việt Nam mình ấy. Nên các chị ưng cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng, hàng đầu mùa đẹp. Xin chào Hương Anna. Hương Anna ơi, em có hàng ở đây cuối tuần này có về không? Cảm ơn Hồng Anh nhé. Vâng, em cảm ơn chị Tình Nguyễn. Cuối tuần về qua chị lấy áo nhá Hương Anna nhá. Mai thứ bảy rồi. Mai thứ bảy chủ nhật chị ở nhà.
Ok, Bill siêu nhân. Em bắt đầu làm các chị nhé, các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ, chia sẻ bài hộ em đi. Xin chào Vương Thùy, em bắt đầu làm. Hàng rất là đẹp luôn đấy, các chị ưng cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em đảm bảo các chị là không có chiếc thứ hai. Cảm ơn Vương Thùy nhé. Vương Thùy chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị đi để mua. Xin chào Hoàng Hà, em xin chào tất cả mọi người. Em bắt đầu làm cái áo dạ nhà em rất là đẹp luôn. Các chị ưng cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em đảm bảo các chị là không có chiếc thứ hai đâu. Hàng nhà em rất là độc luôn. Ưng cái gì thì cứ tự tin chốt hàng. Em mở đầu bằng một em màu rêu này rất là đẹp này. Màu rêu năm nay đang rất là hot nhá. À tuần sau mới về à? Vậy thì để chị gom đơn ở đây xong rồi tuần sau về qua đây gọi cho chị nhá. Em này rất là đẹp nhá, hàng hiệu luôn, mới tinh. Bên trong là lót lụa này, bên trong là lót lụa nhá. Chia sẻ bài cho em đi ạ, chia sẻ bài cho em 190k, chia sẻ còn 180k thôi nhá. Em này màu rêu này, dáng suông, màu rêu dáng suông. Dáng suông các chị rất là dễ mặc luôn nhá, đây nhá. Cái này là cho các chị dưới 55 kg quay đầu lại. 45 đến 55 kg nhá. Chia sẻ bài cho em còn 190k, chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Nhà em mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu các chị nhá. Không có chiếc thứ hai đâu nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em này thì mới nguyên này, mới đến 99% luôn. Đây. 55 56 kg quay đầu lại. Xin chào Lê Nguyên Nguyên Nhi nhá. Màu rêu nhá, cái này màu rêu đẹp cực kỳ luôn. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Hàng đồng giá 190k, chia sẻ bài còn 180k. Lê Nguyên Nhi chia sẻ bài cho chị đi, chia sẻ bài cho chị cho đông đông các chị vào em làm cho nó vui. Xin chào Thanh Hải Vũ nhá. Đây. Em này cực kỳ đẹp luôn. Em cao 1m58, nặng 51 kg các chị nhá. Nên các chị cứ nhìn nhìn em xong rồi các chị ướm ướm với mình, nếu mà các chị thấy phù hợp thì các chị cứ tự tin chốt hàng. Hàng em tuyển cực kỳ cẩn thận luôn, mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Hàng dạ đầu mùa đang rất là đẹp luôn. Em đảm bảo các chị là không có shopsy nào bán dạ rẻ như nhà em đâu. Em đảm bảo với các chị luôn, hàng cực kỳ chuẩn luôn. Xin chào Nguyễn Thị Hạnh. Em này em để mã số 46, màu rêu. Mã số 46 có duy nhất một chiếc thôi. Mã số 46, mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc nào trùng với chiếc nào đâu ạ. Không có chiếc nào trùng với chiếc nào đâu. Mã số 46. Ông này có đưa móc cho con luôn đi. Vâng. Xin chào Lê Thanh. Em xin chào tất cả các chị. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Hồng Anh ơi, hôm nay ưng cái gì xong rồi chọn ở trên like đi cho đúng phong cách nhá. Em muốn các chị chọn ở trên like cho đúng phong cách của các chị thì dễ hơn. Em sợ em chọn lại không đúng phong cách của các chị nên các chị cứ chọn qua like cho em nhé. Xin chào Huyền Phạm, em xin chào tất cả các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em đi. Đông đông các chị vào em làm luôn. Em có một em màu nâu bò rất là đẹp này. Màu nâu bò nhá, cái này mới nguyên luôn. Cổ lông. Hàng chuẩn. Xin chào các chị mới vào. Áo dạ em mặc lần lượt các chị xem dáng cho nó dễ. Đây. Em này là thêu dạ thêu đấy. Em này rất là xinh luôn nhá. Cầm lên móc coi. Em này màu nâu bò các chị nhá, mới đến 99% luôn, mới đến 99% luôn, có một chiếc duy nhất thôi này. Đây, phần này là thêu nhá, phần này là thêu nhá. Em này là cho các chị dưới 54 kg quay đầu lại, 45 đến 54 kg nhá. Đây, rất là đẹp, 45 đến 54 kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 180k, chia sẻ bài cho em còn 180k. Cái này rất là đẹp này. Đây nhá. Dáng như này các chị nhá, em đứng xa các chị xem dáng cho nó dễ. Cái này xinh lắm. Mới tinh luôn, cái này thì mới nguyên luôn. Em này em để mã số 2. Mã số 2. Đây. Dưới 54 55 kg quay đầu lại, dưới 54 55 kg quay đầu lại. Em có một em màu trắng này, màu màu này rất là đẹp này. Cái này xinh lắm, cái này dáng suông cực kỳ xinh này. Chia sẻ bài cho em, cái này có trần bông nhẹ ở bên trong nhá. Trần số 2 của Hồng Anh, cái này đẹp lắm Hồng Anh ạ, có duy nhất một chiếc thôi. Hồng Anh kèm cho chị xin thông tin số điện thoại đi nhá. Áo nâu Hồng Anh chốt chắc chắn hộ chị nhá, nếu mà không chắc chắn để chị chốt cho bạn sau. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại cho em và nhớ nghe em tư vấn và chốt hàng chắc chắn cẩn thận hộ em nhé. Nhà em không có chiếc thứ hai đâu, mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi.
Cái này cho các chị 55-56kg quay đầu lại này. 55-56kg quay đầu lại. Cái này chia sẻ, cái này em bán 230k chia sẻ bài cho em còn 220k này. 230 chia sẻ còn 220 này, cái này đẹp cực kỳ. Dáng suông màu này rất là mới tinh nhá. Mới tinh luôn, cái này đẹp lắm. Cái này chuẩn phong cách Hàn Quốc luôn này. 230k chia sẻ còn 220k. Em này đẹp cực kỳ luôn. Hồng Anh lấy cái đấy thì ok cho chị Hồng Anh nhá. Em này em để mã số 87, có duy nhất một chiếc thôi. Mã số 87 này. Đẹp lắm, cái này đẹp cực kỳ luôn. 230 chia sẻ còn 220. Mã số 87 có duy nhất một chiếc, bên trong trần bông này cho chị này. Trần bông nhẹ thôi, đẹp lắm, cái này đẹp lắm. Chia sẻ bài cho em còn 220k thôi. Em đảm bảo các chị là không có shop nào bán dạ rẻ như nhà em đâu, nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em có một em ghi lê này. Em có một em ghi lê nhá. Size M, em thấy ghi là size M này. Số 2 của Tình Nguyễn. À, số 2 chốt rồi. 87 của Bích Ngọc Trịnh. 87 của Bích Ngọc Trịnh này. Cái này đẹp lắm các chị này. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Chia sẻ bài cho em còn 160k cái này này. Đây. Cái này đẹp lắm. 170k chia sẻ còn 160k cho các chị dưới 52kg thôi. Cho các chị dưới 52kg thôi nhá. Cái này dáng cái này đẹp này. Đây. Cái này mà các shopsy khác họ bán 250-300 các chị nhá. 250-300 đấy. Cái này đẹp cực kỳ luôn. Dưới 52kg này. Em 51kg đây các chị nhá. Em 51kg cao 1m58. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Bích Ngọc Trịnh chia sẻ bài cho chị đi nhá. Chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá em đọc các chị nhá. Chia sẻ bài hộ em. Hồng Anh lấy cái đấy thì ok cho chị nhá. Lấy cái đấy thì ok cho chị. Nhớ chốt hàng chắc chắn cẩn thận hộ chị vì làm dạ mùa này rất là vất vả luôn các chị nhá. Mỗi ca có một chiếc duy nhất thôi. Các chị mà không chốt hàng chắc chắn thì nó lỡ mất khách sau của em ấy. Em này 170k chia sẻ cho em còn 160k này. Em này em để mã số 13. Cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị chỉ cần bỏ ra một vài giây thôi là mỗi áo được bớt 10.000 rồi, nên các chị chịu khó bỏ ra một vài giây chia sẻ cho em. Em này em để mã số 13 này, cái này xinh cực kỳ luôn. Đẹp lắm, duy nhất một chiếc thôi, mã số 13. Áo ghi lê này các shop khác họ bán rất là đắt luôn. Xin chào Ngọc Linh Hà. Không có chiếc thứ hai đâu, các chị thích cái gì các chị cứ chốt hàng cho em. Em đảm bảo luôn với các chị là không có chiếc thứ hai luôn. 13 của Bích Ngọc Trịnh đẹp lắm. Bích Ngọc Trịnh rồi. 13 chứ đúng không? 13 của Bích Ngọc Trịnh duy nhất một chiếc thôi. Cái này này, hàng này còn nguyên tem mác của bên Hàn luôn các chị nhá. Cái này là dạng ngắn 150k chia sẻ cho em còn 140k này. Các chị chốt hàng bằng mã cho em nhá, kèm mã và số điện thoại cho em này. Đây. Cái này xinh cực kỳ luôn. Cái này là cho các chị dưới 54-55kg quay đầu lại, chia sẻ bài cho em còn 140k. Chia sẻ bài cho em còn 140k, cái này cũng đẹp này. Dạng ngắn rất là đẹp luôn, chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 83. Mã số 83. Em đảm bảo các chị là không có nhà ai bán dạ rẻ như nhà em đâu nhé. Nên các chị thích gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em đảm bảo với các chị luôn. Em có cái này dạ mịn, dạ ép mịn luôn các chị nhá. Chất này. Chất cực kỳ thích luôn. Cái này đang còn nguyên giá của bên Hàn này. Cái này là 230k chia sẻ cho em còn 220k này. 230 chia sẻ còn 220 này. Cái này là cho các chị size lớn, 55kg cho đến 64-65kg nhá. 55 đến 64-65kg size lớn này cho các chị size lớn nhá. Chị nào size lớn thì lấy cái này cho em rất là sang chảnh luôn. Màu đẹp lắm. Chia sẻ bài cho em còn 220k, đẹp mới nguyên luôn. Em này em để mã số 86, mã số 86. 55 cho đến 60-65kg, mã số 86. Cho các chị size M, size L, size M, size L. Cao trên 1m6 các chị mặc cực kỳ đẹp. Tại vì em hơi, em có 1m58 thôi nên em mặc nó hơi bị lướt. Và 51kg em mặc nó hơi bị lướt ấy. Các chị nào cao to thì lấy cái đấy cho em. Em có một cái này rất là đẹp này. Đây nhá. 190k chia sẻ còn 180k cái này này. Cái này trần bông bên trong nhá. Trần bông bên trong này. Em đảm bảo các chị là hàng dạ đầu mùa đang rất là đẹp luôn, chất cực kỳ thích nhá. Cái này là made in Korea nhá. Trần bông bên trong này.
190k chia sẻ còn 180k này. Ô, không phải ghi đáng đâu. Lúc nào mẹ bảo ghi thì mới ghi. Đây, cái này có cái phần chun đây các chị nhá. Các chị mặc đến đâu các chị thắt lên đấy cho em. Từ 47kg cho đến 60kg. 47 cho đến 60kg này. Chia sẻ bà cho em còn 180k. 190 chia sẻ còn 180 này. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Đây nhá. Đây, cái này xinh lắm. Mới, cái này mới lắm. Em này em để mã số 10. Mã số 10 này. Cái này đẹp. Chị nào lấy cái kiểu phong cách bụi bụi các chị kết hợp với quần jean này. Quần jean cho em nhá. Mã số 10 có trần bông bên trong, cái đấy cực kỳ ấm luôn. Mã số 10. Đẹp cực kỳ. Em còn một cái ghi lê này. Còn một cái ghi lê nhá. Chia sẻ bài 170, chia sẻ bài còn 160 này. Đây. Cái này thì cho các chị size lớn hơn. Cái này thì cho các chị 56 57 kg quay đầu lại này. 56 57 kg quay đầu lại nhá. Cái này đẹp lắm. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Xin chào video Nguyễn nhá. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em thì mới mua được giá rẻ nhá. Xin chào Thủy Trần. Đây. Chia sẻ bài cho em còn 160k. Em này em để mã số 107. Mã số 107 nhá. Các chị chia sẻ bài hộ em đi, cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị. Cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị. Chia sẻ hộ em có cái này cúc sừng này. Cúc sừng. Xin chào Thủy Tiên nhá. Thủy Tiên ơi, em có thích áo dạ không? Hôm nay chị có nhiều áo dạ đẹp lắm. Ưng cái gì xong mai chị gửi luôn. Xin chào Thanh Võ. Cái cúc sừng đây, phần này là lông 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 thỏ thật nhá. Cái này đẹp kiểu tiên tin, hoặc là có thể chị nào mua cho con gái đó, hoặc là chị nào tiên tin. Ghi lên 107, Bích Ngọc Trịnh. Bích Ngọc Trịnh. Cái này mới nguyên này các chị này. Đây nhá. Chia sẻ bài cho em còn 190k, chia sẻ còn 180k này. Đây, cái này đẹp lắm. Cho các chị dưới 53kg quay đầu lại. Dưới 53kg quay đầu lại nhá. Đẹp cực kỳ luôn này. Đây, xinh lắm. Hoặc là chị nào có con gái tuổi tin tin thì lấy cái này cho em. 53kg quay đầu lại. Cái này đẹp cực kỳ. Em để mã số 1. Mã số 1 nhá. Cúc sừng này. Đúng phong cách Hàn Quốc luôn đấy các chị ạ. Cúc sừng này, cúc sừng mà mới nguyên luôn. Mới nguyên xì luôn. Mới nguyên xì luôn. Mã số 1. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ bài cho em. Em có một cái màu lông chuột này, đẹp này các chị này. Màu lông chuột. Em xin chào chị anh Tú Nguyễn Đình nhá. Chia sẻ bài hộ em số 1 của Thanh Võ. Thanh Võ ơi, chia sẻ bài cho chị đi. Bích Ngọc Trịnh và Thanh Võ chia sẻ bài cho em nhá. Chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá như em báo các chị nhá. Cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị. Đây, cái này màu lông chuột này. Cái này màu lông chuột cho các chị dưới 52kg thôi, em 51kg này. Đây nhá, cái này xinh này, dáng này rất là xinh này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Em đảm bảo các chị là không có shopsy nào bán dạ rẻ như nhà em đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng đi ạ. Bích Ngọc Trịnh kèm cho em Bích Ngọc Trịnh chia sẻ bài cho chị đi. Thanh Võ và Bích Ngọc Trịnh chia sẻ bài nhé. Đây. Em này đẹp lắm. Em này em để mã số 41. Mã số 41 này. Đây nhá. Mã số 41, cái này màu lông chuột. Màu lông chuột đẹp. Mã số 41. Em có một cái ghi lê này. Ghi lê phần này là lông thật luôn nhá. Cái này màu đen đấy. Dạ, ghi lê màu đen. Chị Tình Nguyễn ơi, em gửi hàng cho chị rồi. Ưng cái gì xong em lại lại gom đơn em gửi cho chị tiếp nhé. Ưng cái gì gom đơn em gửi cho chị tiếp. Đấy, cứ như này để đâu rồi? Sao đâu rồi? Con cứ để đây chứ mẹ. Nhưng mà để cho nó đầy ấy. Nó đầy thì con để sang bên kia. Con bỏ vào cái này nhá. Cái này là cho các chị chia sẻ bài cho em còn 160k này. Cái này cho các chị từ 45 cho đến 60kg nhé. Mạng bị sao ạ? Mẹ ơi. Đây nha các chị nhá, 45 đến 60kg mới nguyên luôn. Chị xin chào cua đồng. Em này em để mã số 38. Mã số 38. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Em có một cái da lộn màu xanh này rất là đẹp này. Cái này đẹp cực kỳ luôn, mới nguyên luôn. Em không có túi. Có túi không? À cái này á chị. Chị hỏi cái này à. Cái này có túi, dạ cái nào cũng có túi chị nhá. Cái nào cũng có túi luôn. 38 của Bích Ngọc Trịnh. 38 của Bích Ngọc Trịnh. Cái này mới nguyên nhá, cái này như kiểu chất da lộn đó. Cái này xịn lắm này các chị này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. 190 chia sẻ còn 180k. Đây nhá.
Cái nào có túi các chị nhá. Cái này là kiểu như chất da lộn các chị nhá. Dưới 60kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Chị nào thích màu xanh lá thì lấy cái này cho em này. Mới nguyên, mới 100% luôn. Mới 100% luôn. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Lấy cái máy chia sẻ. Chia sẻ bài hộ em nhá. 60kg quay đầu lại. Khóa nhiều đâu mà. Vậy à. Em này em để mã số 12. Cái này mới nguyên luôn. Mã số 12 dáng suông. 190k chia sẻ còn 180k. Hàng rất là đẹp luôn. Các chị cứ tự tin chốt hàng nhá. Em có một cái dạ đỏ. Xin chào Vân Vân. Vân Vân hình như hôm nọ có hai cái áo len mà gọi điện không được hay sao nhỉ Vân Vân nhỉ. Hôm nọ hình như Vân Vân có hai cái áo len ở đây. 12 của Hương Đoàn. 12 của Hương Đoàn. Chị Hương ơi chia sẻ bài hộ em với nhá. Hồng Anh chia sẻ rồi này. Các chị cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị nhá. Cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị. Em có cái này cho các chị dưới 55-56kg này. 55-56-57kg quay đầu lại nhá. Dáng suông. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Đây. 190 chia sẻ còn 180. Rất là đẹp luôn. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại cho em nhá. Em đọc mã cho công bằng này. Em đọc mã cho công bằng. Em này em để mã số 50. Mã số 50. 56-57kg quay đầu lại. Mã số 50. 56-57kg quay đầu lại. Em có một cái dạ suông màu đen này. Dạ suông màu đen. 50 của Linh Lan Phương. Linh Lan Phương kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em nhá. Bích Ngọc Trịnh sau rồi. Đỗ Hạnh Bích Ngọc Trịnh sau rồi. Linh Lan Phương chốt hàng kèm số điện thoại và chia sẻ bài ạ. Chia sẻ bài đi tí. Cuối like em kiểm tra các lượt like của các chị. Các lượt chia sẻ của các chị. Em có một cái đen dáng suông này. Đen dáng suông 65kg nhá. Từ 55 cho đến 65kg mới mặc được cái này. Cái này size lớn đấy. Size lớn nhá. Chia sẻ bài cho em còn 190k thôi. Em đảm bảo các chị là không có shopsy nào bán dạ rẻ như nhà em. Cảm ơn Linh Lan Phương nhé. Các chị mua hàng nhớ chia sẻ bài cho em. Cuối buổi live em kiểm tra các lượt chia sẻ. Em này em để mã số 106. Mã số 106. 55 cho đến 65-67kg. Gấu em ơi, cái bạn kia trước rồi em. Chị đang còn rất nhiều đồ đẹp nhá. Đợi chị tí nhá. Em đang còn rất nhiều áo dạ đẹp. Các chị cứ từ từ đợi em chút nhá. Từ từ đợi em chút. Em làm dần. Nhiều áo dạ đẹp cực kỳ luôn. Em có một cái da lộn ngắn này. Chia sẻ bài cho em còn 140k này. Da lộn ngắn nhá. Đây. Cái này dáng như này các chị này. Cho các chị dưới 52kg thôi. Dưới 52kg. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này rất là xinh. 106 của Đỗ Hạnh. Đỗ Hạnh kèm cho em xin thông tin số điện thoại. Đỗ Hạnh kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài nhá. Kèm thông tin số điện thoại và chia sẻ bài. Em da lộn này chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 14. Mã số 14 nhá. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái áo da lộn đấy dưới 52kg. Em có một cái màu cam dáng suông này các chị này. Màu cam dáng suông mặc rất là dễ mặc luôn đây các chị. Dáng suông nó rất là hot luôn. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi. Các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em đảm bảo các chị là không có chiếc nào trùng chiếc nào đâu. Ok Linh Lan Phương, em cảm ơn chị Linh Lan Phương. Tí chủ động inbox cho em nhá. 14 của Bích Ngọc Trịnh. Đây, cái này là cho các chị size từ 55kg cho đến 65-67kg mặc tốt này. Các chị nào mà chưa có số điện thoại thì chủ động cho em xin thông tin số điện thoại này. 55 cho đến 65-67kg cái này nhá. 55 cho đến 65-67kg. Chia sẻ bài cho em. Đỗ Hạnh ơi, kèm cho em xin thông tin số điện thoại đi ạ. Kèm cho em xin thông tin số điện thoại. Và tí chủ động inbox địa chỉ cho em. Tí chủ động inbox địa chỉ cho em. Các chị kèm số điện thoại cho em nhé. Các chị khách mới nhớ kèm cho em số điện thoại để em chốt hàng cho các chị. Em này em để mã số 77 này. Mã số 77 nhé. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. 190 chia sẻ còn 180. Đẹp lắm, hàng rất là đẹp luôn. Em có một cái dạng ngắn này đẹp này các chị này. Vâng, chị Đỗ Hạnh ạ. Tí inbox lại cho em.
Em làm xong các chị hãy inbox cho em nhé. Bây giờ inbox cho em thì mạng nó bị đơ đấy, nên là từ từ hãy inbox cho em. Em này là 150 chia sẻ còn 140 này. Cho các chị dưới 55-56kg. Dưới 55-56kg. Đây. Chia sẻ bà cho em còn 140k. Em này em để mã số 53. Mã số 53 dạng ngắn đẹp. Mã số 53. Các chị chịu khó chia sẻ bà cho em nhé. Em có một cái sọc này đẹp này, siêu phẩm nhá. Siêu phẩm này 230 chia sẻ còn 220 này. Đây, cái sọc này siêu phẩm mới tinh tình tinh luôn các chị nhá. 230 chia sẻ còn 220 này các chị này. Ô cái này cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây, cho các chị dưới 53kg thôi. Dưới 53-54kg này. 230 chia sẻ còn 220. Cái này đẹp lắm, mới tinh tình tinh luôn nhá. Đúng phong cách của Hàn luôn, hàng dạ nhà em rất là đẹp. Em này em để mã số. Mã số 110. Mã số 110. Mã số 110 chất cực kỳ thích nhá, mới. Cái này mới lắm, mã số 110. Chia sẻ bà cho em còn 220 cái đấy. Em có một cái màu đô tiếp này. Màu đô nhá. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Màu đỏ đô này. 110 của Bích Ngọc Trịnh. 110 của Bích Ngọc Trịnh. Đây. Em có cái này là cho các chị dưới 53kg này. Em cao 1m58, nặng 51kg. Em mặc hơi rộng một chút nhá. Thì các chị dưới 53kg mặc là đẹp này. Chia sẻ bài cho em còn 100. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Đây. Cái này cực kỳ xinh luôn. Mới tinh nhá. Mới tinh luôn, hàng em tuyển cực kỳ cẩn thận luôn. Em này em để mã số 56. Mã số 56. Chia sẻ bà cho em còn 180k thôi. Bích Ngọc Trịnh nhớ chia sẻ cho chị đi. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em thì mới. Ui, em có một cái dạng ngắn này rất là đẹp này. 56 của Bích Ngọc Trịnh. 56 của Bích Ngọc Trịnh. Dạng ngắn này, cái dạng ngắn này rất là gọi là siêu phẩm luôn nhá. Đây nhá. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em đi. Còn 140k dạng ngắn thôi. Cái này là cho các chị dưới 51kg thôi này. Size S nhá. Dưới 51kg này. Đây, cái này thì cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây. Xinh lắm. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Lông thật luôn nhá. Phần này là da xịn nha các chị nhé. Da xịn 100% luôn nhé. Nên các chị không lo bị bong bị chóc gì đâu. Da xịn 100% luôn nhé. Em này em để mã số 40. Mã số 40. Da xịn 100% luôn. Mã số 40. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em. Em có một em này phong cách của Hàn tiếp này. Hàng Hàn rất là đẹp nhé. Em xin chào chị Ngân Nguyễn. Cái này trần bông nhẹ bên trong này. Trần bông nhẹ bên trong. Cái này là 150 chia sẻ còn 140 này. Đây. 40 của Thảo Trần. 40 của Thảo Trần. Đây nhá. 150 chia sẻ còn 140 này các chị này. Đây. Cho các chị 55-56kg quay đầu lại. 55-56kg các quay đầu lại. Cái này màu lông chuột mới nguyên nhá. Màu lông chuột mới nguyên này. Cái này xinh lắm. Cái này các chị có thể phối cho em với quần jean á. Rất là đẹp. Em này em để mã số 78. Mã số 78 nhé. Ừ. Mã số 78. Các chị chia sẻ bài hộ em đi. Chia sẻ bài hộ em đi. Tích cực chia sẻ bài cho em. Mỗi chia sẻ được 10.000 đấy. Mỗi các chị chỉ cần bỏ ra một vài giây thôi. Mỗi chia sẻ các chị là được 10.000 trên một cái áo rồi. Hàng vừa rẻ lại chia sẻ tiếp lại còn được 10.000 nữa. Em có cái này đẹp lắm này. Cái này chắc là size lớn em mặc rộng. Đây. Cái này là cho các chị 55kg cho đến 60kg. 55 đến 60kg chia sẻ cho em còn 180k. Chia sẻ cho em còn 180k. 55 đến 60kg. Em này em để mã số 6. Mã số 6 nhá. Cái này rộng, cái này em mặc rộng nó hơi bị lướt. Mã số 6. Đẹp, áo rất là đẹp luôn. Em đọc là người thứ hai chứ. Chị có ship vào đặt. Có Hương Độ nhá. Em ship toàn quốc luôn. Hàng em ship toàn quốc luôn. Giá ship là từ 1 đến 3kg là giá ship như nhau. Nên các chị có gom đơn thì đừng có gom quá 3kg. Tính nào cũng tầm 40.000.
tầm 35-40 nghìn tiền ship các chị nhá. Em có cái này mới nguyên, đây là da đấy, áo này áo da đúng không? Cái này các chị chia sẻ bà cho em không, còn một phải da đâu. 180k chia sẻ còn 170k, cái này đẹp lắm. Kaki chống cháy này. Đây. Cái lưng hoa đây nhá các chị nhá. Cái này là cho các chị từ 50kg cho đến 56-57kg. 50 đến 56-57kg nhá. Cái này đẹp cực kỳ này. Đây, mới tinh mình tinh luôn. 180k chia sẻ còn 170k cái này này. 180k chia sẻ còn 170k. Cái này đẹp lắm. Chất cực kỳ đẹp luôn, mới nguyên luôn. Em này em để mã số 47. Mã số 47 nha, em mặc bị hơi rộng. Em có 51kg thôi, em mặc cái này hơi rộng. Mã số 47. Em có một cái màu sữa này rất là đẹp này các chị. Đây nhá. Dạ ép. Dạ ép màu sữa, chia sẻ bài cho em còn cái này mới tinh. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Cái này là cho các chị dưới 52-53kg. Dưới 52-53kg 47 của Thủy Trần. Cái 47 đấy đẹp. Dưới 52-53kg nhá, dạ ép nhá. Cái này dạ ép màu sữa mới nguyên. Thanh Nghĩa sau rồi, Thanh Nghĩa sau rồi. Em này em để mã số 61 này. Mã số 61 chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Mã số 61. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em đi nhá. Mỗi chia sẻ là các chị được 10.000 cơ đấy. Em có cái này đẹp này, như kiểu dạ len. Cái này là chất dạ len nhá. Cái này là 150k chia sẻ còn 140k này. 61 của Bích Ngọc Trịnh. 150 chia sẻ còn 140 nhá. Cái này dưới 52kg. 45-52kg này. Cái này mới nguyên nhá. Cái này mới nguyên này các chị này. 150 chia sẻ còn 140. Bích Ngọc Trịnh bao nhiêu nhỉ? Không, đây là 61 của Bích Ngọc Trịnh Phạm Kiều sau rồi. 180. 190 chia sẻ còn 180. Bích Ngọc Trịnh nhớ chia sẻ bài nhá. Em này em để mã số 105. Mã số 105. Hàng rất là đẹp luôn đấy, các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Chịu khó chia sẻ bài cho em nhé. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Cái này đẹp này các chị này. Giá lại rẻ. Không có nhà ai bán dạ rẻ như nhà em đâu. Cái này, này bên trong này lót bằng lụa luôn đấy. 105 của Cua Đồng. Cua Đồng ơi, chị gom đơn xong mai chốt với áo len luôn Cua Đồng nhỉ. 105 của Cua Đồng. Em có cái này xinh cực kỳ này các chị này. Chia sẻ bài cho em 190 chia sẻ còn 180 nhá. Cái này là cho các chị. Chưa, hôm mai chị mới chuyển nhá. Mai chị mới gửi hàng được. Mai chị ở nhà chị đóng hàng. Ok Cua Đồng. Đây em có cái này cho các chị dưới 52kg này. Cái này đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Dưới 52kg này. Đây dáng nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Em này em để mã số 9 này. Mã số 9 cái này mới nguyên luôn. Mã số 9. Ghi lên nãy giờ chị làm mấy cái rồi, để xem còn cái nào không, chị làm nốt nhá. Đang còn. Hình như đang còn ghi lê đây, đợi chị một tí. Em có một cái dạ len này rất là đẹp này. Cảm ơn Cua Đồng. Dạ len này mới tinh luôn, dạ len này dáng đẹp này các chị này. Dạ len này các chị chia sẻ bài 170k chia sẻ cho em còn 160 thôi nhá. Đây, mới tinh luôn đấy ạ. Có áo ghi lê em, lúc nãy giờ chị làm mấy cái ghi lê rồi. Đây nhá. 170 chia sẻ còn 180. Em 51kg để cho các chị dưới 52kg. Dưới 52kg. Số 8 của Hương Đỗ. Hương Đỗ hả? Số 9 chứ, cái đấy là số 9 chứ. Cái này là số 9 này các chị nhá. Số 9 của Thanh Nghĩa. Hương Đỗ chốt sai mã rồi. Cái đấy đẹp lắm. Đây nhá. Cái này là 170 chia sẻ còn 160 này. Cái này cũng mới nguyên luôn, là dạ len đấy các chị nhá. Cái này em 51kg em mặc này, thì các chị dưới 52kg mặc cái này là đẹp. Dưới 52kg mặc cái này là đẹp. Cái này của Thanh Nghĩa rất đẹp. Em này em để mã số 27, cái đấy đẹp đẹp. Mã số 27, cái đấy của Thanh Nghĩa đẹp lắm. Mới cực kỳ rồi. Mới. Em có một cái cúc sừng này các chị này. Xong mà nó cúc sừng. Cúc sừng này chất cực kỳ dày dặn luôn nhá. Chia sẻ bài cho em 190, chia sẻ còn 180 cái cúc sừng này. Đây nhá. Cái này là cho các chị dưới 54-55kg thôi ạ. 54-55kg quay đầu lại nhá.
54-55 kg quay đầu lại. Cúc sừng màu tím than, cái này màu tím than này, cái này màu tím than. Chia 190 chia sẻ còn 180. Em này em để mã số 63. Cúc sừng rất là hiếm luôn. Mã số 63 này. Mã số 63. Đẹp lắm các chị nhé. Đẹp cực kỳ luôn. Các chị cứ yên tâm mà chốt hàng. Không có chiếc thứ hai đâu. Em có cái màu rêu này đẹp này. Màu rêu con với 63 của cua đồng. 63 của cua đồng. 63 của cua đồng. Đây cái màu rêu này rất là đẹp này các chị này. Dáng đây nhá. Dưới 54 kg. Dưới 53-54 kg. Của 180 à? Em đổi cái đầu tiên à? Ok. Ok. Chốt cái nào nhớ chắc chắn cẩn thận hộ chị này, không là lỡ mất khách ấy. Chốt cái nào chắc chắn cẩn thận hộ chị. Bỏ cái kia của cua đồng ra nó. Mới chốt nào. Đây. Em này rất là đẹp luôn. Chia sẻ vài cho em còn 180k thôi. 190 chia sẻ còn 180 nhé. Đẹp. Ok, cảm ơn cua đồng. Chị bỏ cái kia ra rồi. Em này em để mã số 24. Màu rêu năm nay đang rất là hot nhé. Mã số 24 đẹp nhỉ. Màu rêu đẹp. Mã số 24. Chia sẻ bài hộ em đi. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài thì mới mua được giá ấy nhá. Mới mua được giá em báo. Em còn một cái ghi lê màu đen. Ghi lê màu đen cái này chia 124 của Linh Lan Phượng. 24 của Linh Lan Phượng. Cái ghi lê màu đen này 150k chia sẻ cho em còn 140 này. Cái này thì chất mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi. Chất dạ mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi nhá. Đây. Chất dạ mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi. Cho các chị dưới 54-55 kg thôi. Dưới 54-55 kg nhá. Chất dạ mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi các chị nhá. Chia sẻ bà cho em còn 140k. Bích Ngọc Trịnh sau rồi em. Em này em để mã số 54. Mã số 54. Các chị chia sẻ bài. Linh Lan Phượng ơi chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em nhá. Các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em đi. Linh Lan Phượng lúc nãy cho số điện thoại chưa nhỉ? Linh Lan Phượng lúc nãy kèm cho em xin số điện thoại chưa ạ? Nếu mà chưa thì kèm cho em xin xong xin số điện thoại nhá. Em có cái màu đen này rất là đẹp này. Màu đen 54 của Bích Ngọc Trịnh. 54 của Bích Ngọc Trịnh này. Cái này đẹp cực kỳ nhá. Khóa này. Túi nhá. Bích Ngọc Trịnh được mấy cái ghi lê đẹp thế. Em này là cho các chị dưới 52 kg. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Dưới 52 kg. À cho rồi à. Cả dưới 52 kg này. Đây. Em này em để mã số 100. Huy Vũ ơi đợi em làm sai to nhé. Mã số 100. Các chị đợi em một chút. Đợi em một chút em làm sai to. Mã số 100. Nhà em có rất nhiều là sai to luôn. Cần sai to, to. Ngoại cỡ thì inbox. Em có một cái màu đỏ này rất là đẹp này. Nếu mà các chị cần size to như kiểu 70 kg trở lên thì inbox cho em nhé. 70 kg thì inbox 100 của Bích Ngọc chị. Cái đấy màu đen đẹp. Cái đỏ này đẹp này chia sẻ bài cho em còn 180k. Ô cái này đẹp nhỉ. Tay lửng lửng này rất là sang này. Cái này đẹp lắm. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi này. Đây nhá. Cái này là cho các chị dưới 57 kg quay đầu lại. 57 kg quay đầu lại nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Hàng nhà em rất là chuẩn đấy các chị yên tâm. Em này em để mã số 11 này. Mã số 11 nhá. Chia sẻ bài cho em đi. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Tích cực chia sẻ bài là... Ôi cái này màu tím tham tha màu rất là đẹp này. Tha màu rất là đẹp. Hàng em cho các chị xem lớp lót này, 11 của Linh Lan Phương. Lớp lót là bằng chất lụa luôn nhá. Hàng của Hàn nó không màu nó không nổi như hàng của Hồng Kông đâu các chị ạ. Nhưng mà nó rất là sang luôn. Em này là cho các chị dưới 52-53 kg quay đầu lại này. Dưới 52-53 kg quay đầu lại. 190k chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Em này em để mã số 15. Mã số 15 này. Cái này pha màu nhá. Đây, đẹp cái này sang lắm. Mã số 15. Chia sẻ bài cho em, các chị chịu khó chia sẻ bài cho em. Dạ. Cái này. Ôi, em có một cái này rất là đặc biệt này các chị này. Phần này là phao nhá. Phao siêu nhẹ, trên đây là dạ này. Đẹp cái này mới tinh luôn. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Cái này mới tinh luôn. Mới tinh tinh luôn này. Chị nào thích cái kiểu lạ lạ thì lại. Ô cái này đẹp nhỉ.
Cái này là cho các chị 50kg cho đến 57-58kg này. 57-58kg quay đầu lại nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Chia sẻ bài cho em còn 180k. 50kg thì hơi rộng một chút, thành dáng suông á. Các chị từ 53kg trở lên cho đến 58-59kg mặc thì đẹp. Đây nhá, cái này đẹp cực kỳ, độc lắm. Em này em để mã số 64. Mã số 64. Các chị chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em nhá. Chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá như em báo đấy. Em có một cái dạng ngắn nhung bằng chất nhung này. Cái này made in Korea luôn. Chất cực kỳ xịn nhá. Made in Korea. Em này là 150k, chia sẻ bài cho em còn 140k dạng ngắn này. Bán rồi, bán hàng tàu à? 64 của Ngô Thùy Linh. 64 đẹp lắm Ngô Thùy Linh ạ. Chia sẻ bài cho chị đi Ngô Thùy Linh nhá. Chia sẻ bài cho chị đi. Em có cái này cho các chị. Chị nào mà 53kg cho đến 57kg mặc đẹp này. 53 đến 57kg nhá. Em mặc nó hơi bị lướt. 53 đến 57kg. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Em này em để mã số 99. Mã số 99 dạ nhung ấy. Chất nhung mới tinh luôn. Chất nhung mới tinh luôn. Em có một cái dạ ép màu vàng. Dạ ép màu vàng siêu phẩm luôn nhá. Cái này thì đẹp lắm. 230k chia sẻ còn 220k này. 230 chia sẻ còn 220 cái này này. Dạ ép đấy. Cảm ơn Ngô Thùy Linh. Xin chào Phạm Thị Như Quỳnh. Đây, cái này đẹp lắm, màu nâu tây nhá. Cái này là cho các chị từ 50kg cho đến 57-58kg. 50 đến 57-58kg này. Dạ ép màu nâu tây. 230 chia sẻ cho em còn 220. Em này em để mã số 42. Mã số 42, dạ ép, cái này dạ ép đấy. Mã số 42. Hình như là giới trẻ không thích mặc đồ nhung. Không thích mặc đồ nhung, nhung già. Em có một cái này siêu phẩm tiếp. Cảm ơn Như Quỳnh này. Đây, siêu phẩm luôn nhá. Cổ lông này các chị có thể tháo rời ra nhá. Cổ lông có thể tháo rời ra. Cái này mới nguyên luôn, hàng hiệu luôn đấy. 42 của Bích Ngọc Trịnh. Đây, cái này siêu phẩm luôn các chị nhá. Màu này rất là sang luôn. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Chia sẻ bài cho em còn 180k nhá. Đây, cái này có thể tháo rời ra. Phao trắng đợi tí em làm. Đợi tí em làm. Đây nhá, cái này đẹp lắm. 190 chia sẻ còn 180 cho các chị 58kg quay đầu lại. 58kg quay đầu lại. Lông này lông thật nha các chị nhá. Lông thật luôn đấy, lông gấu à. Em này em để mã số 33. Mã số 33 này, đẹp lắm, mã số 33. Không có chiếc thứ hai đâu, các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em đảm bảo các chị là không có chiếc thứ hai đâu. Em có một cái dạng ngắn đẹp tiếp này các chị này. Cái lông này mới đẹp này. Dạ ngắn chia sẻ bài cho em còn 140k. Chia sẻ bài cho em còn 140k. 33 của Bích Ngọc Trịnh. Đây, em có cái này size dưới 51kg thôi. Có ngã đấy không? Dưới 51kg nhá. Cái này rất là đẹp này các chị này. Cho các chị mặc với chân váy á. Các chị công sở mặc với chân váy đi làm nhá. Em này em để mã số 3. Mã số 3 nhá. Mã số 3. Ừ đúng rồi đấy, Bích Ngọc Trịnh à, cái đấy sang cực kỳ luôn. Cái lông như đẹp. Em có một cái này đẹp tiếp này các chị này. Đây nhá. Đẹp nhà hàng, rất là đẹp. Hả? Cái gì? Đây. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ bài cho em đi ạ. Cái này là cho... Em mặc đẹp, có mẹ em mặc nó đẹp ạ. Cái này đẹp lắm, sang lắm. Cái này là cho các chị 57-58kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 160k. 57-58kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 160k này. Đẹp cực kỳ luôn, mới nguyên nhé. Kiểu dạ len. Dạ len muối tiêu này mặc cực kỳ đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em còn 170. Chia sẻ còn 160 mới tinh nhé. Em này em để mã số 43. Mã số 43 này. Đẹp để cái này có mũ nhé. Mã số 43, các chị chia sẻ bài hộ em đi. Em có một cái khoác màu đen này rất là đẹp này, lộng dạ ép nhá. Đây lông thật này. Cái đấy là lông thật, cái này là lông thật nha các chị nhá. Đây. Lông gấu. 43 của Biu Siêu Nhân. Biu Siêu Nhân hôm qua có áo len ở đây. Cái em dạ ép màu đen này em thấy ghi là size L đấy các chị này. 190k chia sẻ còn 180k. Đây. Cái này đẹp này, cái này dáng rất là đẹp này các chị này.
Đây nhá. Cái này cho các chị 50kg cho đến 55kg thôi. 50 đến 55kg này. Dạ ép màu đen nhá. 50 đến 55kg. Chia sẻ bài cho em. 43 siêu nhân rồi. Bill siêu nhân ơi, nếu mà em như vậy thì em bị mặc bị rộng đấy. 43kg mặc bị rộng, vậy để cho bạn ở sau đi. Cho bạn hoa hướng dương đi. Hoa hướng dương chứ. Vì là bill siêu nhân 43kg mặc rộng đấy, phải cái đấy chốt cho hoa hướng dương. Em này em để mã số 37. Các chị để ý nghe em tư vấn nhá. Để ý nghe em tư vấn hộ nhá. Em này là dạ S, em để mã số 37. Chốt cho hoa hướng dương cái đấy. Em có một cái này siêu cục đẹp này các chị này, lông nhá. Ok, hoa hướng dương cái đấy của hoa hướng dương. Đây. Chất cực kỳ đẹp luôn. 137, à 37 của Bích Ngọc Trịnh, cái này là 37 này. Chia sẻ bài còn 180k. Em cao 1m58 nặng 51kg các chị nhá. Em cái này đẹp lắm, cái này mới. Mới tinh luôn nhá. Cái này báo người ta không phải trong thật. Cái này là lông gì ấy, nhưng mà chất thì thích lắm này. Cái này là cho các chị từ 50kg, em 51kg em mặc rộng này. Cho các chị 53kg cho đến 58kg. 53 đến 58kg nhá. Không phải lông thật. Chia sẻ bài cho em, cái này không phải lông thật đâu. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Cái này có mũ này nhưng mà lông này rất là mướt luôn. Không phải lông thật nhưng mà sờ rất là sướng luôn. Em này em để mã số 21. Cái này mới nguyên này. Mã số 21 nhá. Mã số 21 cái này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Hàng rất là đẹp luôn các chị nhá. Cứ chịu khó nghe em tư vấn. Không có nhà ai bán áo dạ rẻ như nhà em đâu nên các chị thích cái gì nhỉ? Không biết thì thôi đừng quảng cáo thật cái giá như thế. Em có cái này làm tự nhiên quên. Cái này màu lông chuột nhà các chị này, mới nguyên này, màu lông chuột nhá. Đẹp lắm cái này, dáng đẹp này. Áo dạ em mặc lần lượt các chị xem dáng như dễ. Xin chào Trang Sô Cô La. Đây, chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Em này là cho các chị dưới 55-56kg. Dưới 55-56kg nhá. Màu lông chuột này. Dáng đây các chị nhá. Dưới 55-56kg. Em này em để mã số 18. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Cái này dáng rất là đẹp luôn. Dáng cực kỳ đẹp. Em để mã số 18 nhá. Mã số 18. Các chị chia sẻ bài hộ em đi. Chịu khó chia sẻ bài hộ em. Em có một cái sọc dáng suông tiếp này. Cái sọc dáng suông tiếp nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k. 18 Bích Ngọc Trịnh. Đây. Cái này là 190 chia sẻ còn 180 cho các chị dưới 54kg. 18 dưới 54kg nhá. Đây. Các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em này em để mã số 55. Mã số 55 này. Cái sọc này đẹp rồi các chị này. Mã số 55. Chia sẻ bài hộ em đi. Em có một cái màu sữa này cho các chị size lớn nhá. Màu sữa cho các chị size lớn này. Cái này chị nào size lớn mới mặc được. Bên trong là trần bông nhẹ nhá. Bên trong trần bông nhẹ. 55 của Bích Ngọc Trịnh. 55 của Bích Ngọc Trịnh. Cái này là cho các chị size lớn ấy. 55kg cho đến 65-67kg nhá. 55 đến 65-67kg này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Cái này dáng rất là sang nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Các chị cao to một chút mặc cực kỳ đẹp. Tại vì em có 51kg nên là em mặc nó bị lướt ấy. Em này em để mã số 62. Mã số 62. Cái màu sữa này đẹp. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Còn 180k thôi. Em tiếp một em siêu phẩm. Dạ ép này. Siêu phẩm dạ ép, chia sẻ bài cho em cái này mới tinh luôn nhá. Đây, bên trong là lót một lớp lụa luôn. Cái này là 230k, chia sẻ bài cho em còn 220k này. 230 chia sẻ còn 220. Đây, đây các chị nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Cho các chị 56kg quay đầu lại. 55-56kg quay đầu lại. Dáng suông cực kỳ đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em còn 220k thôi. Mới tinh luôn, cái này mới tinh luôn nhá. Em này em để mã số 22. Mã số 22.
đẹp, dáng xương rất là đẹp, mã số 22. Các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em lấy thêm một ít áo. Các chị đợi em lấy thêm một ít áo nhá. Đợi em mấy phút thôi. 22 của Bích Ngọc chị. Bích Ngọc chị toàn cái đẹp không? Thủy Trần xong rồi. Các chị đợi em lấy thêm một ít áo, đang còn rất nhiều áo đẹp nhá. Các chị đợi em chút. Hàng hôm nay rất là đẹp luôn. Em bán cực kỳ ưu giá, ưu đãi cho các chị. Dạ ngắn này các chị, các chị đợi em tí, em có dạ ngắn là em làm ngay. Hả? Đây em bắt đầu đây các chị nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Em có cái dạng ngắn màu đen này đẹp này. Có Shopee nhưng mà nói thật với các chị là em bán, em rất là bận đi làm nên là em ngại đăng Shopee lắm. Đăng Shopee nó rất là mất thời gian luôn ấy. Dạng ngắn chia sẻ bài cho em còn 140k, dưới 50kg thôi. Dưới 50kg cho các chị công sở nhá. Dưới 50kg. Em nhà em ship toàn quốc nhá các chị nhá. Nhà em ship toàn quốc. Em này em để mã số 34. Mã số 34. Hả? Ship toàn quốc luôn. Em có cái này màu rêu này, cái này đẹp cực kỳ này. Cái này đẹp lắm. Bên trong là trần một lớp lớp lông cừu đấy. Cái này là cho các chị dưới 60kg, 55-60kg nhé. Dạ miếng à? Dạ gì nhỉ? 55-60kg. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Chia sẻ bài cho em còn 140k này. Đây. Em này em để mã số 39. Mã số 39 nhé. Em mặc hơi rộng cái đấy. Em mặc hơi rộng mã số 39. Em có cái này này. Phần này là da nhá, phần này là da này các chị này. Shopee ngại đăng quá. Em gửi như này là gửi rẻ cho các chị, gửi chậm ấy, nên là nó không bị đắt đâu. Nói thật với các chị là em bận đi làm lắm nên là em rất là ngại đăng Shopee luôn. Em có Shopee nhưng mà em ít bán qua Shopee lắm. Ngày trước thì thi thoảng bán nhưng mà lâu lắm rồi là không bán qua Shopee đâu. Em này em để mà cái này là cho các chị dưới 53kg, dưới 53kg nhá. Đây, chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Em này em để mã số 98. Mã số 98, phần này là da nhá. Phần này là da, mã số 98. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Các chị tương tác bài cho em nhá. Tương tác bài cho em để em nhìn thấy các chị. Em có cái này size lớn này, màu sữa. Mới tinh. Cái này dạ lông. Cái này dạ lông ngắn màu sữa nhá. Cho các chị. Cho các chị dưới 55-56kg. Dưới 55-56kg này. Dạ lông ngắn màu sữa. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Dạ lông ngắn màu sữa. Em này em để mã số 101. Mã số 101. Mã số 101. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em có một cái màu hồng. Màu hồng phấn này rất là sang luôn, đẹp. Trần nhàn. Màu hồng phấn nha các chị nhá. Chia sẻ bài cho em còn 190k. Chia sẻ còn 180k này. Em này là cho các chị cho các chị dưới 54-55kg. Dưới 54-55kg nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Dưới 54-55kg. Cái này đẹp cực kỳ luôn. Em này em để mã số. Mã số 8. Mã số 8 này. Dáng xuông xuông á. Mã số 8. Màu hồng. Cái này đẹp lắm. Mã số 8. Các chị chia sẻ bài của em. Mã số 8. Em có cái này đang còn nguyên tăng mát của bên Hàn này, nguyên tăng mát của bên Hàn luôn nhá. Cái này là có một cái lớp lông cừu bên trong, đang còn nguyên tăng mát của bên Hàn. Đào liên hồng phấn này. Đào liên, cái số 8 của đào liên. Số 8 của đào liên.
Bảo tên này chốt mã. Chốt mã cho chị nhá. Đây cái này mới nguyên nhá. Cái này là cho các chị dưới 52kg thôi. Dưới 52kg còn nguyên tang mát luôn này. Đẹp lắm, cái này đẹp luôn. Đẹp cực kỳ luôn nhá. Em này em để mã số 60. Mã số 60 nhá. Mã số 60. Mã số 60. Chia sẻ bài học em. Em có một cái dạ ép dạ miếng màu nâu tây này. 60 của Bích Ngọc chị này. Màu nâu tây này, cái này 230k chia sẻ cho em còn view siêu nhân sau rồi. 230k chia sẻ còn 220k này, cái này là siêu phẩm dạ ép nhá. Siêu phẩm dạ ép miếng. Cái này đẹp chất cực kỳ thích luôn. Cái này là cho các chị size 55kg cho đến 60 65kg đều mặc được nhá. Dáng suông suông này. Dạ ép đấy ạ. Chia sẻ bài cho em. Đây, chất cực kỳ thích luôn. Chia sẻ bài cho em còn 220k. Em này em để mã số 90. Mã số 90. Màu hồng đấy có sáng quá không? Hôm sau chị mang đi làm cho mà xem. Em có một cái màu nâu tây tiếp này. Cái này thì chia sẻ bài cho em còn 180k này. Hàng mà hàng hiệu của Oan Oan như sao? Ok, một đứa mình ngoài chưa, mới vừa đọc mã xong mà. Mạng em chậm quá à. Phát ra vào lại cho chị xem. Phát ra vào lại cho chị xem. Cái này là chất cực kỳ thích nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k, 190. Chia sẻ còn 180, cái này rất là đẹp luôn. 90 của Linh Ngọc. Linh Ngọc kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em nhá. Các chị chốt hàng kèm mã số điện thoại và chia sẻ bài hộ em. Kèm mã số điện thoại và chia sẻ bài hộ em. Hả? Ghi lê lúc nãy chị làm mấy cái rồi hình như không, để xem còn cái nào không. Hình như lúc nãy mấy cái ghi lê hết rồi đúng không? Ghi lê ra cái nào mua cái đấy. Hình như có mấy cái ghi lê hết rồi. Em này em để mã số 50 này. Cho các chị dưới 53kg. Mã số 50 dưới 53kg. Cái này đẹp lắm các chị này. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Em này em để mã số 50. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi. Không có chiếc thứ hai đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Số 22 chốt rồi đúng không? 22 chốt rồi, 22 chốt rồi. Còn 50 của Nhung Nguyễn. Nhung Nguyễn kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em nhé. Linh Ngọc chưa cho số điện thoại đúng không? Chưa. 50 của Nhung Nguyễn. Nhung Nguyễn kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại và chia sẻ bài cho em nhé. Kèm mã và số điện thoại cuối là em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị. Cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị đấy ạ. Linh Ngọc chưa cho số điện thoại này. Nhung Nguyễn chưa cho số điện thoại này. Em có cái này chia sẻ bài cho em còn 140k này. Chia sẻ bài cho em còn 140k nhé. Dưới 53kg. Dưới 53-54kg này. Dưới 53-54kg đây nhé. Lông này. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Đẹp. Em này em để mã số 76. Mã số 76 nhé. Đây. Mã số 76. Các chị chốt hàng kèm. Ok, Linh Ngọc nhìn thấy thông tin của Linh Ngọc. Linh Ngọc chia sẻ bài hộ em nhé. Chia sẻ bài hộ em đi. Các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em đi ạ. Còn ai chưa cho số điện thoại nữa? Em có một cái này cho các chị nào lấy tặng mẹ được này. Cái này dáng rất là sang luôn. Đây nhá, em mặc cho các chị nhìn dáng này. Cho các mẹ nào mà từ 50kg cho đến 57kg nhá. 50 đến 57kg này, mới tinh luôn. Chia sẻ bài cho em. Mẹ nào cao trên 1m6 mặc mới đẹp nhá. Mẹ nào cao trên 1m6 mặc mới đẹp nhá. Đây, mới tinh luôn. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Em này em để mã số 63. Mã số 63, em nhìn thấy thông tin của Nhung Nguyễn rồi, cảm ơn Nhung Nguyễn nhé. Các chị nhớ chia sẻ bài cho em, cuối like em kiểm tra các lượt like, lượt chia sẻ của các chị đấy ạ. Em có một cái màu mận này. Màu mận rất là đẹp luôn, chia sẻ bài cho em còn 180k. 63 của tình chị Tình Nguyễn. 63 đây, đẹp nhỉ. Mặc áo dạ mệt cực. Em này là cho các chị dưới 52kg này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Cái này mới nguyên luôn, rất dáng, rất là đẹp nhá. Cảm ơn Linh Ngọc. Đây,
Cái này đẹp cực kỳ luôn, chia sẻ bà cho em còn 180k. Màu mận, cái này màu mận nhá. Không một người chưa xuống điện thoại. Cái này cho các chị dưới 52kg, cho cả rồi mà. Dưới 52kg, em này em để mã số 1. Mã số 1 nhá. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Các chị thích cái gì? Mẫu 90. Cho chị xem lại mẫu 90 à. Các chị ơi, em làm rất là cẩn thận rồi nhá. Các chị cố gắng nghe em tư vấn nhé và chốt hàng chắc chắn cẩn thận hộ em. Số 1 của Bích Ngọc chị, Linh Ngọc, tìm cái của Linh Ngọc cho mẹ. Em làm rất là cẩn thận rồi. Nên mà các chị nhớ chốt hàng chắc chắn cẩn thận hộ em với. 90. Hàng thì em tuyển cực kỳ cẩn thận rồi đấy ạ. Em có cái này làm chất kiểu nhẹ nhàng thôi nhé. Đây, dạ em một lớp nhá, có không có chiếc thứ hai đâu, dạ em một lớp nhá. Chị Linh Ngọc nhá, dạ em một lớp lấy không có chiếc okay thứ đi. Hai đâu. Nếu mà lấy thì ok cho em. Em đảm bảo với các chị là cái dạ ép này mà khác Shopee khác họ bán 450 đến 500 nghìn luôn đấy. Số 1 của Bích Ngọc Trịnh. Cái này là chia sẻ bà cho em còn 140k dáng. Bích Ngọc Trịnh như tinh bắt giá này. Cái này chia sẻ bà cho em còn 140k này. Cái này thì mỏng nhẹ thôi. Cho các chị dưới 54kg. Dưới 54kg này. Đây. Dưới 54kg nhé, chia sẻ bà cho em còn 140k. Em này em để mã số 61. Mã số 61 nhé. Mã số 61, hàng rất là đẹp. Mã số 61. Chị có chia sẻ bài hộ em đi. Em có một cái màu đen này rất là đẹp này. Linh Ngọc mà lấy cái 90 thì ok cho em nhé. Lấy cái 90 thì ok cho em. Em có cái màu đen này rất là sang này. Tay lửng nhé. Tay lửng. Cái này là cho các chị. Đây dáng như này. Cho các chị dưới 53kg. Dưới 53kg nhá. Đây. Dưới 53kg. Em này em để mã số 38. Mã số 38. Cái màu đen này mới tinh luôn. Chia sẻ bà cho em còn 180k. Chia sẻ bà cho em còn 180k. Em tiếp một cái siêu phẩm này các chị này. Lại em khoác lại cái 90 cho chị. Thôi chị ơi, nếu mà chị thích thì tí xem lại like cho em nhá. Nếu mà chị không yên tâm thì thôi nhá. Chị không yên tâm thì chị có thể xả là lấy cái khác hộ em. Vì em làm này, em không làm lại nữa vì là các khách khác phải đợi á. Nên chị thông cảm cho em nhá. Nếu mà chị không thích thì chị chưa thật sự yên tâm thì chị lại xem lại đi. Nếu mà chị thích cái nào chị lại chốt cho em. Còn cái đấy chị mà chưa yên tâm thì để em xả. Cô này đi đâu rồi? Vì em mà làm lại thì các khách khác phải đợi á, nên chị thông cảm cho em nhé. Em còn một cái siêu phẩm tiếp này các chị này. Dưới 53kg chia sẻ bài cho em còn 220k. Dưới 53kg chia sẻ bài cho em còn 220k này. Đây rất là đẹp luôn. Hàng nhà em đảm bảo với các chị là không có chiếc thứ hai đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Như cái dạ miếng đấy các shop khác họ bán 450 đến 500 nghìn luôn. Nếu mà chị chưa yên tâm thì chị từ từ hãy chốt nhé. Đây, cái này đẹp lắm. Chia sẻ bài cho em còn 220k, 230 chia sẻ còn 220 này. Em này em để mã số 54. Mã số 54. Cái này thì các shop khác họ bán 450 đến 500 nghìn đấy, không có bán rẻ như nhà em đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ chốt hàng cho em. Chịu khó chia sẻ bài cho em đi. Ủa, mai là mùng 1 tháng 7. Nên là giờ mệt cũng không dám nghỉ. Em đang còn áo ngắn, các chị đợi em một chút nhá. Em đang còn áo ngắn, đợi em một chút. Ngày kim một phần là tắc. Mà hỏi vào các chị có kim. Đây em có một cái con dạng ngắn này rất là đẹp này. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Dạng ngắn này. Đây, cái này nhẹ nhàng lắm các chị này. Dưới 53kg thôi, cái này dưới 53kg nhá. Mới tinh nhá. Mới tinh nhá. Cảm ơn chị Hoàng Hoa. Dưới 53kg này. Đây, chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 110. Mã số 110 nhá. Đây. Rồi xin phép lại nhà khoác lại cho chị mấy cái này, chị mua mã cho mình cái này. Xin đi. Đây các chị ơi à, em xin phép các chị em khoác lại cái này cho chị Linh Ngọc chị nhìn một tí nhá. Xin phép các chị tí này. Đây,
Chị Linh Ngọc đây này, chị mà lấy thì ok cho em này, có duy nhất một chiếc thôi chị Linh Ngọc nhá. Lúc nãy nói 55 cho đến 65kg này, 55 đến 65kg mặc đẹp nhá, 65-67kg dáng xua. Nếu mà chị Linh Ngọc lấy thì ok cho em. Em tiếp một cái cúc sừng này. Chị cảm ơn Thủy Ngân Trang. Cái cúc sừng màu hồng này rất là đẹp này, chia sẻ bài cho em còn 180k thôi nhá. Đây, cái này cực kỳ đẹp luôn. Cho các chị dưới 54-55kg, dưới 54-55kg này, chia sẻ bài cho em còn 180k, 190 chia sẻ còn 180. Cái này cái cúc gỗ chứ, cúc gỗ nhỉ. Đẹp lắm, cái này độc lắm. Em này em để mã số 55, mã số 55 nhá. Cúc gỗ đấy, cái này là cúc gỗ. Chị Linh đi đâu mất à? Linh đi đâu ạ? À? Chị đấy thì ok. Đó rồi, nó nhiều mệt lắm. Em có cái này dáng suông các chị này, chia sẻ bài cho em còn 180k. 55 của Bích Ngọc Trịnh, 55 của Bích Ngọc Trịnh. Đây, cái này đẹp lắm, cho các chị 55 chị Linh Lan Phương sau rồi. Cái này là cho các chị dưới 53kg, dưới 53kg nhá, dáng suông. Cái này rất là xinh, chia sẻ bài cho em. 90 của Huế Nguyễn, 90 là cái này của Huế Nguyễn này. Chị Bích Ngọc Trịnh không lấy để cho chị Huế Nguyễn nhá. Cái đấy dạ ép, dạ ép một lớp đấy chị ạ. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em còn 220k. Chị Huế Nguyễn ơi, chia sẻ bài cho em đi. Chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 220k chị Huế Nguyễn nhá. Đây, cái này đẹp cực kỳ luôn. Chia sẻ cái này, chia sẻ bài cho em còn 180k. 190 chia sẻ còn 180. Em này em để mã số 107. Mã số 107. Các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em đi. Em có cái dạ, dạ xanh, dạ ép này. Nguyễn chốt được cái gì thích ạ? Đẹp lắm, cái đấy đẹp nhỉ? Ừ, cái của chị Huy Nguyễn nó đẹp. Mà sao thì cũng biết mã 90 mà chốt ta? Lúc nãy mình đọc lại mã làm gì? 107 của Bích Ngọc chị. Đây, cái dạ, cái này hàng hiệu luôn nhá. Đây, hàng hiệu luôn, mới tinh luôn. Cái này đẹp cực kỳ luôn này. Cho các chị từ... Đây, cho các chị dưới 53kg, dưới 53kg, chia sẻ bài cho em còn 140k, dưới 53kg này, cái này mới tinh luôn, chia sẻ bài cho em còn 140k, chị nào thích màu xanh thì lấy cái này cho em nhé. Chị Linh Ngọc ơi, lúc nãy em hỏi không thấy chị là chị nói gì nên là cái chị khác chị chốt rồi. Thôi, đang còn nhiều. Em đang còn nhiều nữa, chị yên tâm nhé, em đang còn rất nhiều nhé, chị yên tâm. Tại vì lúc nãy chị lấy xong rồi chị lại bảo em mặc thử, nên em khi em hỏi lại chị chẳng thấy đâu. Em này em để mã số 2. Mã số 2. Rồi đang còn nhiều cái đẹp. Em đang còn nhiều lắm, chị đợi em một chút, mã số 2. Cái màu xanh đấy. Chị thông cảm cho em với. Em có cái này trần bông nhẹ này, chia sẻ bài cho em 170k, chia sẻ còn 160k cái này này. 100 các chị chỉ cần bỏ ra một vài giây là các chị bớt được mỗi cái áo 10.000 đấy. Không có shop nào bán dạ rẻ như nhà em đâu. 170 chia sẻ còn 160 cái này. Cái này là dạ len muối tiêu. Dạ len muối tiêu nhá. Cho các chị dưới 53kg. Dưới 53kg này. Dạ len muối tiêu. Mệt nhờ. Em này em để mã số 42 mệt lắm. Làm áo dạ cực kỳ mệt luôn. Như làm áo len hoặc áo sơ mi chỉ cần dơ lên cho các chị nhìn thôi. Nhưng mà áo dạ vì là áo khoác nên là em muốn mặc cho các chị xem dáng cho nó dễ. Mệt chút nhưng mà các chị nhìn vừa mắt các chị mua thì em thoải mái hơn. Đây, cái này là size S thôi, cho các chị dưới 51kg này. Em 51kg em mặc vừa jean như các chị nhé. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi nhé. Đây, cái này đẹp lắm, cho các chị không sợ. Em này em để mã số 106. Mã số 106. Chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Màu cam này, màu cam kiểu này nó hơi độc một tí, mới tinh nhá. Cái này em thấy ghi là size S này. Chia sẻ bài cho em đi các chị chia. Cái này các chị chia sẻ bài cho em còn 180k này. Like cái pha sữa đi. Ok mùa thu. Không, từ từ cái bóng điện không. Đây nha các chị nhá. Cái này là size S thôi, dưới 50kg thôi. 42 cho đến 47-48kg. Chị nào bé bé thì mới lấy được cái này này. Mới tinh luôn, 42 đến 47-48kg.
chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này em để mã số 9. Mã số 9. Đây em có một cái phao lông vũ màu trắng này. Màu sữa nhá. Phao lông vũ màu sữa này. Cái này là 280k, chia sẻ còn 270k nhá. Con ơi, cái bóng điện kìa. 280k chia sẻ còn 270k này. Cái này rất là đẹp luôn. Màu sữa. Đây. 280k chia sẻ còn 270k cho các chị 57kg quay đầu lại. 57kg quay đầu lại lông vũ nhá. Cái này lông vũ. Cổ này các chị có thể tháo rời ra nhá. Cổ có thể tháo rời ra. Chia sẻ bà cho em còn 270k. Đây. Có một cái duy nhất thôi đấy. Phao dáng dài này có một cái duy nhất thôi. Còn cái đen này. Chị nào thích thì lấy cho em này. Em này em để mã số 47. Mã số 47 nhá. Phao dáng dài mã số 47. Đẹp lắm, cái khao lông vũ này có một cái duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Mua đi mà đại hàn mà mặc. Đại hàn mặc thì cực kỳ ấm. Em có một cái màu đen. Áo dạ màu đen size M. Size M này. 47 của Phạm Thị Như Quỳnh trước rồi. Phạm Thị Như Quỳnh trước rồi. Đây cái này chia sẻ bà cho em còn 180k này. À không. Đúng rồi, chia sẻ bà cho em còn 180k. Dưới 53kg, dưới 53kg. Em đang còn một cái phao dáng dài màu đen nữa đấy, các chị đợi em tí. Dưới 53kg nhé. Đây. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này em để mã số 56. Các chị tương tác bài hộ em đi ạ. Tương tác bài hộ em để em nhìn thấy các chị nhé. 280 chia sẻ còn 270 cái áo phao đấy. Áo phao đấy đẹp. Làm áo dạ mệt lắm các chị ạ. Làm em đi. Không, Bình Nguyễn sau, chị Bình Nguyễn sau rồi. Đọc người đầu đến người thứ hai đi. Đây em đọc lại cho các chị xem này. Như Quỳnh này, Bình Nguyễn này. Phạm Thị Như Quỳnh xong mới đến Bình Nguyễn. Sau lại đến Phạm. Xong rồi lại Phạm Thị Như Quỳnh. Sau lại đến em Linh chốt Lan rất là Phương. Công bằng. Em chốt rất là công bằng nên các chị yên tâm nhé. Cái này choàng, choàng size M này, em thấy ghi là size M. Chia sẻ bà cho em còn 180k thôi. Cái này đẹp này các chị này. Cái này cho các chị dưới 52kg thôi. Dưới 52-53kg nhé. Em 51kg em mặc hơi rộng một tí. Chia sẻ bà cho em. Chia sẻ bà cho em còn 180k. Trần nhàn đang ha. Đây, đẹp lắm, cái này đẹp lắm. Kiểu màu xám xám, màu sáng sáng. Em này em để mã số 43. Mã số 43 nhé. Mã số 43 cái này. Đẹp cực kỳ luôn, mã số 43. Em có một cái dạ màu đỏ ngắn này. Dạ màu đỏ, cái dáng kiểu dáng lửng lửng ấy các chị nhá. Cái này đẹp này. Chị nào thích màu đỏ thì lấy cái này. Chia sẻ bà cho em còn 140k cái này. 150 chia sẻ còn 140 này. Đây nhá. Cái này là cho các chị 58kg quay đầu lại. 58kg quay đầu lại. 150 chia sẻ. Xem nốt phao đen à. Ừ, đợi chị làm phao đen cho. Em này em để mã số 12. Mã số 12. Chia sẻ bà cho em còn 100. Còn 140k. Mã số 12. Em có cái này. Ô, cái gì đó con? Đây đổ mà. Coi ngã. Đây, cái này dạ ép tiếp. Dạ ép cho các chị size lớn nhá. Dạ ép cho các chị size lớn. Chia sẻ bà cho em. Chia sẻ bà cho em còn 180k. 60kg cho đến 70kg. 60 cho đến 67-70kg nhá. Cái này đẹp này. Cái này dạ ép mới tinh. Màu vàng. Màu vàng bò. Cho các chị size L, size L, size XL. Em này em để mã số 22. Mã số 22 chia sẻ bài cho em còn 180k. Mã số 22. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Dạ hôm nay rất là đẹp luôn. Còn một cái phao dáng dài đâu nhỉ? Phao màu đen dáng dài á. Hình như đây này. Của Bích Ngọc Trịnh đúng không? 22 của Bích Ngọc Trịnh. 22 của Bích Ngọc Trịnh. Em có một cái dáng dài màu màu đây này, màu kiểu màu nó không phải màu đen đâu mà kiểu hơi nâu nâu ấy. Xem cái này là lông vũ hay là phao thường. Cái này là lông vũ hay phao thường không? Đây cái màu đen dáng dài là phao siêu nhẹ các chị nhé. Phao siêu nhẹ dáng dài chia sẻ bài cho em còn 240k này.
250k cái này này. À cái này lông vũ chứ. Cái này là lông vũ này các chị này. Cái này là lông vũ nhá. Chia sẻ bà cho em còn 270k, 280 chia sẻ còn 270k. Cái này thì mới tinh luôn nhá. Mới tinh luôn. Các chị nào size lớn mới mặc được. Tại vì em bé nên em mặc nó lướt quá. Cái này là cho các chị 55kg cho đến 60-65kg đều mặc được nhá. Đây. Đây các chị nhá. Các chị nào mà cao trên 1m60 hãy mặc cái này này. Trên 1m60 hãy mặc nhá, lông vũ. Cái này có thể tháo rời được. Tháo rời được. 280k chia sẻ còn 270k nhá. Đây. Chị nào cao trên 1m6 mặc thì mới đẹp. Tại vì em có 1m8-51kg nên em mặc nó bị lướt lắm. Em này em để mã số 14. Mã số 14 này. Hàn Quốc là họ hay mặc cái kiểu này đấy các chị ạ. Hàn Quốc họ mặc cái kiểu này đấy. Hàn xẻng. Hàn Quốc hàn xẻng. Em còn một cái phao này đẹp đấy. Mệt lắm, làm dạ là mệt. Cái này là lông vũ, à, cái này là phao thường à. Cái này là siêu nhẹ. Đẹp mà to quá à. Đây cái này là siêu nhẹ này. Siêu nhẹ là 200. Hả? Đây 220k chia sẻ còn hai cái. Hai áo 500k đi chị. Cái nào nữa em nhỉ? Lúc nãy em lấy một cái rồi đúng không? Phạm Thị Như Quỳnh. Lúc này là Phạm Thị Như Quỳnh cái màu trắng đúng không? Như Quỳnh thích cái này thì ok cho chị này. Ok Như Quỳnh thích thì ok. Đây, cái này là siêu nhẹ các chị nhá. Phao siêu nhẹ này, chia sẻ bài cho em còn 200k thôi. Cuối like em kiểm tra các lượt like, lượt chia sẻ của các chị nhá. Các chị mà mua các cái phao này ở ngoài đó phải mấy triệu luôn đấy ạ. Đây, phải mấy triệu mới được cái phao này chứ không có ai bán như nhà em đâu. Ok Như Quỳnh mà lấy hai cái đấy thì ok cho chị Như Quỳnh nhé. Đây. Cái này là siêu nhẹ chia sẻ bà cho em còn 200k thôi. Cho các chị 55kg cho đến 65-67kg. 55-65-67kg em mặc nó bị lướt lắm nên nó không được đẹp đâu. Các chị nào cao to một chút thì lấy cho em. Em đảm bảo với các chị là rất là đẹp luôn. Ok Như Quỳnh vậy thì chị để cho em đấy. Chị để cho Như Quỳnh nhé. Ok Như Quỳnh, để cho Như Quỳnh hai cái đấy. Hai cái đấy 500k. Em này em để mã số 37. Mã số 37 này. Đây. 200k chia sẻ còn 200k cái này. Đây là phao siêu nhẹ nhá. Cái này phao siêu nhẹ. Như Quỳnh chia sẻ cho chị đi, phải tích cực chia sẻ cho chị đi. Tích cực chia sẻ cho chị đi. Còn một cái lông vũ tiếp này. Một cái lông vũ dáng dài kiểu màu nâu nâu ấy. Không phải màu đen đâu nhưng mà đây cực kỳ đẹp này, hàng hiệu luôn nhá. Đây, nhìn các cái mác này đã biết này, cái này em còn chưa là kịp. Ok, cảm ơn Phạm Thị Như Quỳnh, chị để cho em hai cái đấy rẻ đấy. Không có ở em không thể mua ở đâu được cái giá như vậy đâu. Em này là cho các chị 55kg cho đến 65-67kg nhé. Cái này là lông vũ tiếp đúng không? Vậy thì bán cho Như Quỳnh hai cái kia 250 thì cái này em bán cho các chị 250 với chia sẻ bài này. Chia sẻ bài còn 250 này. Tại vì bán cho bạn Như Quỳnh rẻ rồi nên cái này em để cho các chị rẻ này. Chưa là đâu, cái này em chưa là đâu chứ mới nguyên luôn đấy. Mới nguyên luôn. 55 cho đến 65-67kg. 65-67-70kg mặc tốt đấy. Em này em để mã số 100. Mã số 100 cái này lông vũ. Chia sẻ bài cho em còn 250k. Cảm ơn Như Quỳnh nhé. Cảm ơn Như Quỳnh. Hết phao rồi đúng không nhỉ? Em làm dạ tiếp các chị nhá. Em làm dạ tiếp. Hình như còn một cái phao này. Còn một cái phao đen tiếp này các chị. Phao đen ngắn này. Phao đen ngắn chia sẻ bài cho em còn 180k nhá. Cái này siêu nhẹ. Phao đen ngắn chia sẻ bài cho em còn 180k này. Cái này đẹp các chị này. Đây. Cái này đẹp nhỉ? Cái này là cho các chị dưới 54kg thôi. Dưới 54kg này. Đây, chia sẻ bà cho em còn 180k chưa? Chia sẻ bà cho em còn 180k. Em này em để mã số 105. Mã số 105. Chia sẻ bà cho em còn 180k. Cái này là phao siêu nhẹ.
phao siêu nhẹ, chất đẹp lắm, hàng rất là thích luôn. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em, hàng rất là đẹp. Em còn hai cái siêu phẩm này. Ui, mệt quá. Cúc sừng màu nâu tây, cúc sừng màu nâu tây này các chị nhé. Cho các chị size, cái này cho các chị size lớn, 55kg trở lên bằng mới đẹp này. Cao 1m6 nhá, 55kg cho đến 65kg này. Cái này là siêu phẩm đấy, chia sẻ bà cho em còn 230, chia sẻ cho em còn 220. 230 chia sẻ còn 220 này. Đây, 65, 55 cho đến 65kg. Cái này rất là đẹp, mới tinh luôn nhá. Mới tinh luôn. Em này em để mã số 51. Mã số 51 này. Đẹp, mã số 51. Các chị chia sẻ bài hộ em. Mã số 51. Còn một cái siêu phẩm tiếp. Nhiều mẫu đẹp nhỉ. Linh với Linh Lam Phương này mà hai phao siêu nhẹ. 300k được không? Không được đâu Linh Lan Phương ơi. 51 của Bình Nguyễn. Bình Nguyễn chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em đi, cái đấy rất là đẹp. Chia sẻ bài cho em đi. Trên like là tại vì cái bạn đấy bạn lấy cả hai cái nên em mới để rẻ như vậy đấy. Chứ còn 300k hai cái áo siêu nhẹ là không có được đâu. Trên like chẳng có ai trả giá đâu nhé. Em bán rẻ rồi nên các chị thích thì các chị cứ lấy thôi. Bình Nguyễn kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài đi ạ. Để mua với giá 220k cái áo này. Duy nhất một chiếc thôi. Cái này siêu phẩm tiếp này. Chia 230 chia sẻ còn 220. Dưới 54kg. 54kg quay đầu lại. Cái này đẹp nhỉ. 54kg quay đầu lại. Em này em để mã số 79. Mã số 79 54kg quay đầu lại. 54kg quay đầu lại. Chị Linh Lan Phương ơi, chị thích thì chị lấy thôi. Cảm ơn Bình Nguyễn, nhìn thấy thông tin của Bình Nguyễn rồi. 79 của Bích Ngọc Trịnh. 79 của Bích Ngọc Trịnh nhé. Em này là em thấy ghi là size M này. 79, mạng yếu không xem được. Hân Trương mạng yếu không xem được. Cái này rất là đẹp này. Chia sẻ bài cho em còn 190. Chia sẻ bài cho em còn 180. Màu nâu tây. 79 chút rồi mà. 79 của ai con? 79. Cái này là cho các chị dưới 53kg này. Dưới 53kg nhé. Đây, dưới 53kg. Chia sẻ bài cho em còn 190. Chia sẻ cho em còn 180. Em này em để mã số 18. Mã số 18 dưới 53kg. Cái này chất rất đẹp luôn. Dáng thì cực kỳ thời trang rồi. Dáng thì cực kỳ thời trang luôn. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Ôi là mệt. Con này chỉ thích nghỉ thôi mà. Em có cái này kiểu dạ lửng lửng ngắn ngắn này các chị này. Đây. Chất cực kỳ đẹp luôn. Bên trong là lót một lớp lụa luôn đấy. Em này là cho các chị size từ 55kg cho đến 65kg này. Chia sẻ bài cho em còn 140k. 55 đến 65kg nhá. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này mới nguyên luôn. Mới nguyên luôn các chị nhá. Em này em để mã số. Mã số 33. Mã số 33 này. Đây. 55 đến 65kg này. 55 đến 65kg. Dáng kiểu xuông xuông. Dáng xuông xuông. Mã số 33. Các chị chia sẻ bài hộ em. Chia sẻ bài hộ em. Có một cái dạ len. Móc vậy bà rất là nơi xa bờ. Đây để mẹ lấy chưa. Đây không. Đây em còn một cái dạ len này. 33 của Bình Nguyễn. Bình Nguyễn nhớ chia sẻ bài hộ em nhé. Nhớ chia sẻ bài hộ em. Em có cái này là dạ len này. Đây. Cái này là 160k. Chia sẻ bài cho em còn 150k nhé. Cái này là dưới 52kg thôi, em 51kg này. Em 51kg em mặc đây các chị nhá. Cái này mới nguyên luôn. Mới nguyên luôn nhá. Chia sẻ bài cho em còn 150k. Em này em để mã số 5. Mã số 5. Cái này đẹp, mã số 5. Các chị chia sẻ bài cho em. Chia sẻ bài cho em. Mã số 5.
hàng rất là đẹp luôn, các chị yên tâm, em chọn hàng rất là kỹ. Số 5 của Tình Nguyễn, số 5 của chị Tình Nguyễn xong mới đến Nguyễn Hà. Chị Tình Nguyễn xong mới đến Nguyễn Hà nhá, số 5 nhá. Các chị đợi em lấy thêm một ít áo nhá. Đợi em lấy thêm một ít áo. Ôi giời, rơi gì nữa ta? Ôi, không thể tin được. Em loa. Mắc bố đấy. Em có một cái phao lông vũ này các chị này. Còn một cái phao lông vũ, cái này dáng thì rất là đẹp luôn, nhưng mà bên ngoài thì là nó mới tinh, nhưng mà bên trong kiểu như là nó bị quặc vào một cái dây thép gì đấy các chị nhá. Có một xíu như này thôi, nhưng mà nó ở bên trong nhá. Nó ở bên trong có một xíu như này này. Chị nào mà lấy thì em lấy cho 150k này. Bên ngoài thì mới tinh nhá. Bên ngoài mới tinh lông vũ này mà dáng cực kỳ đẹp nhá. Tại vì bên trong là nó bị kiểu như khi mà họ đóng kiện hàng ấy. Đây. Khi mà bị đóng kiện hàng thì nó bị như này. Nó không ảnh hưởng gì đâu. Chị nào mà lấy em lấy cho 150k này. Cái này xịn cực kỳ mà dáng đẹp nhá. Tiếc ơi là tiếc, cái áo này rất là đẹp này. Tiếc ơi là tiếc luôn. Đây nha các chị nhá. Màu này rất là đẹp luôn. Cho các chị dưới 53kg thôi. Dưới 53kg này. Chị nào lấy cái này cho em này. Bên ngoài là mới tinh luôn. Nhưng mà tại vì khi mà họ đóng hàng bị ngóc vào một cái thép gì đấy, nên nó quặc là ở bên trong đây này. Không nhìn thấy đâu ạ. Nó nằm ở bên trong đây nhá, không nhìn thấy đâu. Chị nào mà lấy thì em lấy cho 150k. Em này em để mã số 66. Lông vũ đấy, mã số 66. Chị nào lấy em lấy cho 150k. Mã số 6, chị nào nhanh tay thì được. Không có cái thứ hai. 150k. Dáng suông này, cái này màu dáng suông này. 66 của chị Tình Nguyễn trước. Chị Tình Nguyễn trước. Của chị Tình Nguyễn xong mới đến Đỗ Hạnh, xong mới đến Cua Đồng. Em có cái này dáng suông này cho các chị từ 54kg cho đến 58kg nhé. 54 đến 58kg chia sẻ bài cho em còn 180k. 190 chia sẻ còn 180 này. 54 đến 58kg hoa hướng dương sau rồi. Em này em để mã số 24. Mã số 24. À anh đưa cái trắng ấy cho em này. Không phải cho các cháu mà là nó cũng bị lỗi một tí, kiểu như là bị ngoắc ngoắc vào cái gì đấy. Ở đường sau á. Đưa đây nhanh nhanh. Để em nhìn thấy rồi. Cái đây là phao thường. Ôi trời ơi, ném à. Ném mà trúng vào mặt em luôn. Con trai lắm. Để đi mà. Đây em có một cái này rất là đẹp, nhưng mà nó cũng bị lỗi, kiểu như nó bị đóng kiện xong nó bị ngoắc vào quá các chị nhá. Em bán 100k thôi, lông à, cái này là siêu nhẹ nhá. Ở đâu nhỉ? Đây này. Đây các chị nhá, các chị có thể dán một cái hình vào đây cho em. Nó có một xíu ở đây thôi này. Em bán cho các chị 100k thôi. 24 của Hoàng Hằng Nga. 24 của Hoàng Hằng Nga. Hoàng Hằng Nga kèm cho em xin thông tin số điện thoại nhá. Hoàng Hằng Nga 66 là Hoàng Hằng Nga không được rồi đúng không? Yeah. 66 chốt rồi, Hoàng Hằng Nga chỉ được cái 22 thôi. 66 tình nữa. Ừ. 24. Đây 24 là của Hoàng Hằng Nga mà. Đây nha các chị nha, cái này nó bị lỗi một xíu, tiếc ơi là tiếc, em bán cho các chị 100k thôi này. Siêu nhẹ. Tiếc lắm, cái này tiếc lắm, kiểu như nó bị đóng kiện xong nó bị ngoắc vào ấy. Cái này rất là đẹp này. Siêu nhẹ. Đây nha các chị nhá. Đây. Dưới 55kg, dưới 55kg. Dưới 55kg này. Đây. Nó bị xíu thôi, các chị có thể về dán hình vào đấy. Em này em để mã số 4 vì bản thân cái áo này nó cũng là hình rồi ấy. Nên các chị dán cái hình cho em. Em này em để mã số 4 100k. Mã số 4 100k. Hình thêu, cái này là hình thêu thật luôn đấy. Mã số 4. Em cảm ơn thông tin của Huỳnh của Hằng Nga nhé. Em nhìn thấy thông tin của Hằng Nga rồi, cảm ơn Hằng Nga. Trời ơi, bắt đầu. Đây đây cho. Số 4 của Đỗ Hạnh. Đỗ Hạnh lúc nãy có đơn chưa nhỉ?
Đỗ Hạnh mà chưa có đơn này kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em nhé. Nếu mà chưa có đơn này kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em. Đây, em có cái này này rất là xinh luôn. Chia sẻ bài cho em còn 140k, dưới 52kg thôi. Dưới 52kg thôi nhé. Chia sẻ bài cho em còn 140k, dưới 52kg thôi. Cái này đẹp cực kỳ luôn, dưới 52kg. Em này em để mã số 92. Mã số 92 này. Con nhớ ghi giá cho mẹ nhé. Mã số 92. Cái này là chia sẻ bài của 140k. Cái này mã số 92. Cái dạng này ừ. Có rồi, 100k có chị Đỗ Hạnh lấy rồi. Chị Đỗ Hạnh lúc nãy có đơn chưa nhỉ? 92 của Bích Ngọc Trịnh. Cái này là bồn 140 này, con ghi luôn 140 của Bích Ngọc Trịnh nhá. Em có cái này dạ ép màu cốm này. Dạ ép màu cốm kiểu chị nào có con gái thì lấy cho con gái được này, kiểu tuổi tin tin ấy. Đây nhá. Cái này rất là xinh này. Chia sẻ bài cho em còn 140k, dạ ép màu cốm. Dưới 53kg thôi, dưới 53kg nhé. Đây, cái này đẹp cực kỳ luôn. Dưới 53kg này. Dạ ép màu cốm. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 11 này. Mã số 11. Cái màu đen là 140 con nhá. Nhớ ghi cho mẹ. Mã số 11. Hả? Không. Tin tưởng con đâu nhỉ? Tin tưởng con rồi. Không có tin đâu. Hôm nào trả tim. Em có cái này size S này, chuẩn công sở nhá. Chuẩn công sở size S. Chia sẻ bài cho em còn 140k này. Đây. Dưới 52kg. Anh ơi, cười kiểu gì á. Dưới 52kg này các chị này. Chuẩn công sở. Còn cái ghi lê nào không? Ghi lê hình như anh xem còn cái ghi lê nào không cho em với. Đây. 11 của Thảo Trần, 11 của Thảo Trần. Chia sẻ bài của 140k. Cái này đẹp lắm Thảo Trần. Dạ ép luôn ấy, đẹp. 11 của Thảo Trần. Em này em để mã số 64 cho các chị công sở này. Cho các chị công sở chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này rất là đẹp. Cái này đẹp cực kỳ luôn này, chất này. Con đang rất một thở trong đống áo rồi. Mẹ giải phóng cho con đấy. Con yêu mẹ. Mới nguyên luôn Thảo Trần nhá. Cái đấy mới nguyên luôn. Mới nguyên xì luôn. Mới nguyên xì luôn. Thao ở trong đấy mà. Chị em 66 là có bạn chốt rồi em. 66 là chốt rồi. Cái này trần bông nhẹ bên trong này. Trần bông nhẹ bên trong nhá. Trần bông nhẹ bên trong. Chia sẻ bài cho em. Ok Trần Nhàn, để tớ kiếm cho. Nhàn này phải kiếm cái phao size bé thôi nhỉ. Đây cái này rất là đẹp này. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Cái này là cho các chị 53kg, 53kg cho đến 57-58kg. 53-57-58kg nhé. 53-57-58kg. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Em này em để mã số 81 này. Mã số 81 đẹp lắm. Cái màu hồng phấn này đẹp. Mã số 81. Hàng rất là chuẩn luôn. Em tuyển từng chiếc một đấy các chị yên tâm. Made in Korea. Em này là màu đen. 81 của Hoàng Hằng Nga. Cái đấy đẹp lắm chị Hoàng Hằng Nga. Đây, cái này là rất là đẹp này. Cho các chị dưới 54kg. Dưới 54kg nhé. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Ngô Khuyến ơi, để chị làm xem còn không, chị làm dần nhé. Xong ngày mai chị gửi luôn. Đây. Dưới 54kg. 54kg quay đầu lại. Em này em để mã số 80. Mã số 80. 54kg quay đầu lại. Mã số 80. Chia sẻ bài hộ em đi các chị. Chia sẻ bài hộ em. Em còn một cái dạ ép màu đen này. Cái dạ ép màu đen nhá. Chia sẻ bài cho em còn 140k cái này này. Đây này. Cho các chị dưới 53kg thôi. Dưới 53kg này. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Dưới 53kg. Em này em để mã số 19. Mã số 19 này. Dưới 53kg. Chia sẻ còn 140k. Màu đen bán rẻ hơn một chút cho các chị. Màu đen em bán rẻ hơn một chút cho các chị. Em có cái này chất này. Cái này giá đẹp này các chị này. Đây nhá.
Cái này dáng như này các chị nhá, chia sẻ bài cho em còn 100. Này cái này em bán 140k thôi, chia sẻ bài cho em còn 140k. 19 của Bích Ngọc chị. Đây các chị nhá. Dưới 53kg này chia sẻ cho em còn 140k thôi. Chia sẻ cho em còn 140k. Cái này 140k con nhá. Cái màu đen này. Ok Bích Ngọc chị. Đây các chị nhá. Cái này đẹp này, cái này dáng rất là sang luôn. Em này em để mã số 49, chia sẻ bài còn 140k nhá. 150 chia sẻ còn 140. 150 chia sẻ còn 140. Ôi trời, mà lấy giúp con nào. Bích Ngọc chị 19 rồi. 49 ở 49 của Bích Ngọc chị rồi chứ nhỉ? Thu Hà sau. Em có một cái dạng ngắn màu sữa màu trắng này các chị này. Cái dạng ngắn này size S thôi. Chia sẻ bài cho em. Hả? Của Bích Ngọc chị hai cái đấy à? Hai cái đấy 140k nhá. Đây, cái này là chất kiểu mỏng mỏng thôi, em bán cho các chị 100k thôi này, chia sẻ bài cho em còn 100k thôi này. Đây nhá, cái này rất là xinh luôn. Dưới 51kg thôi nhá. Dưới 51kg, 50-51kg quay đầu loại này. 100k thôi mới tinh luôn, 100k thôi mới tinh. Em này em để mã số 48. Mã số 48 này. Đây nhá, mã số 48. Mới tinh luôn cái dạng ngắn này. Chia sẻ bài cho em còn 100k thôi. Em có một cái màu nâu tây này. Màu nâu tây nhá. 100k này đẹp này. Ừ. 49 của Bích Ngọc Trịnh rồi em. Thu Hà sau chị nhìn thấy Thu Hà sau rồi. Đây. Cái này là cho các chị 55kg cho đến 65kg. Chia sẻ bài cho em còn 140k. 49 thì từ lâu rồi. 49 từ lâu rồi em sau rồi. 55 đến 65kg chia sẻ bài cho em. Chốt không được, chị chọn cho em cái áo dạ đen dài. Ok Hương Đỗ. Ok Hương Đỗ. Đây. 55 đến 65kg chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này dáng rất là hay này các chị này. Dáng rất là ăn chơi nhá. Em này em để mã số 25. Ok Thanh Võ, để chị xem còn màu vàng không chị làm. Mã số 25 này. Mã số 25 chia sẻ bài cho em còn 140k cái này. Đẹp lắm. Chất rất là đẹp luôn, mã số 25. Hả? 25 của Hoàng Hằng Nga, 140k đi luôn em. Của Hoàng Hằng Nga. Em còn một cái lông, cái màu lông chuột dáng suông này các chị này. Cái này thì chia sẻ bài cho em còn 180k. 190 chia sẻ còn 180 này. Đây, cái này rất là đẹp luôn nhá. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Cho các chị dưới 56kg. Dưới 56-57kg này. Em cao 1m58 nặng 51kg. Em mặc nó rộng bơi bơi ở trong đây. Kiểu áo suông ấy. Em này em để mã số 40. Mã số 40 này. Cái này đẹp lắm. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Mã số 40. Em có một cái sọc này size lớn. Cái này thì các chị mặc được hai bên nhá. Vì bên trong là lớp gió. 40 của Hoàng Hằng Nga. Đúng không? 40 cái đấy là 180k chị Hoàng Hằng Nga nhá. Đây cái này cho các chị size lớn lắm. Cái này chia sẻ bài cho em còn 180k. Các chị có thể mặc được hai lớp này. Các chị size lớn, size L, size XL mới mặc được này, em mặc nó rộng lắm. Từ 60kg cho đến 70kg, 60 đến 70kg nhá. Bên trong là lớp gió, bên trong là lớp gió đấy. Cái này em mặc rộng lắm. 60 đến 70kg. Chia sẻ bài cho em còn 180k, em để mã số 13. Lớp gió bên trong lớp gió xịn luôn nhá. Mặc được hai lớp, cái này các chị mặc được hai lớp luôn. 180k. Em có cái này đây. Cái này đẹp này các chị này. Size M. Cái này là size M này, cái này kiểu bánh bèo một tí. Ừ. Cái này là bánh bèo này các chị này. Đây, cái này chia sẻ bài cho em còn 180k nhá, bánh bèo. Cho các chị dưới 53kg. 40 chốt rồi đúng không? Ừ. Dưới 53kg.
Ok Bích Ngọc Trịnh, cái kẻ đấy size to lắm, kẻ đấy size to lắm. Cái này bánh bèo nhá, cái này bánh bèo này các chị này, dưới 53 kg, chia sẻ bài cho em còn 180k. Cái màu này rất là tay, chất dạ thích nhỉ, chất dạ nó mềm mượt luôn đấy các chị nhá, mềm mượt luôn. Chị nào thích bánh bèo thì lấy cái này cho em. Em này em để mã số 55. Chị nào thích bánh bèo lấy cái này nhá, mã số 55. Con ơi con mà ngã nhá. Mã số 55. Cái đây là còn mấy cái áo len các chị ơi. Còn mấy cái áo len. Em có một cái áo nam này, hết ghi lê hình như hết rồi đúng không anh? Hết ghi lê rồi em ơi, hoa hướng dương hôm nay hình như hết ghi lê rồi. 55 của cua đồng. Em có một cái áo lông vũ của nam này. Áo lông vũ của nam nhá. Thế cái này sao anh không mặc đẹp như vậy ạ? Anh mặc vừa sao? Cứ để anh. Cái này đẹp mà. Cái này mở cúc ra đi anh. Nếu mà anh mặc vừa thì để mình mặc. Thử mặc xem. Mấy giờ rồi nhỉ? Gần 1 giờ rồi. Gần 1 giờ rồi. Nghỉ đi cho sớm. Em có một cái dạ đen này, chất này các chị nhá, chia sẻ bài cho em còn 180k. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Cái này đẹp lắm. Đây, dáng như này nhá, chất cực kỳ đẹp luôn. Cái này là cho các chị dưới 54kg quay đầu lại, 54kg quay đầu lại, 190 chia sẻ còn 180, 54kg quay đầu lại. Cái này đẹp cực kỳ luôn nhá. Đây, cái này đẹp. Em này em để mã số 22. Mã số 22 này. Mã số 22. Cua đồng cái đấy đẹp nhỉ. Mã số 22. Cái đấy kiểu bánh bèo một tí nhưng mà rất là đẹp luôn. Em đợi hoài. Mai để chị làm hàng xong rồi chị tìm xem. 22 của Hoàng Hằng Nga. 22 của Hoàng Hằng Nga. Bích Ngọc Trịnh sau rồi. Đây em tiếp một cái đen chất. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Phần này là phối phối da nhưng mà là da xịn đét luôn đó các chị nhá. Da xịn lắm. Cái này là chia sẻ bài cho em còn 180k tiếp này. Cái này là cho các chị 57kg quay đầu lại, 57-58kg quay đầu lại nhá. Cái này chất cũng đẹp, cái này chất đẹp này. 180 cái đen đấy. Em này em để mã số 8 này. Mã số 8 nhá. Cái này đẹp này các chị này, mã số 8. Phần này là da xịn đấy. Mã số 8, đẹp lắm, áo rất là đẹp luôn. Các chị thích thì các chị cứ tự tin chốt hàng thôi, em đảm bảo là không có shopsy nào bán dạ rẻ như nhà em đâu. Rất là đẹp luôn. Em có cái này dạ ngắn này. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này size bé thôi. Cái này dưới 52kg này. Dạ ngắn, chia sẻ bài cho em còn 140k. Dưới 52kg. Chia sẻ bài còn 140k. Em này em để mã số 89. Mã số 89 nhá. Đẹp. Từ từ đi con. Tí nữa. À tí lấy mấy cái áo len tặng các chị nhỉ. Con vào kia con xách cho mẹ ít cái áo len đi. Đâu ạ? Trong cửa sổ. Mấy cái ở ngoài cùng với con đi. Đây em có một cái áo phao. Các chị đợi em một chút, tí em tặng quà các chị nhé. Tí em tặng quà cho các chị. Cái này là lông vũ này đúng không? Cái này lông vũ này các chị nhé. Lông vũ này, chia sẻ bài cho em còn 250k. Lông vũ. Cái này mới lắm, em chưa kịp là cơ nhưng mà mới lắm nhé. Dưới 55kg. Dưới 55kg quay đầu lại nhé. Lông vũ 260 chia sẻ còn 220 này. Quỳnh 250. À 260 chia sẻ còn 250 lông vũ nhá. Dưới 55kg mặc đẹp, dưới 55kg mặc đẹp. Đây. Cái này đẹp lắm. Em này em để mã số 17. Mã số 17 nhá. Hai màu. Hai màu, cái này hai màu. Mã số 17. Thế cái anh không mặc cái nam đấy à? Em không đẹp mới được đâu. Thì mặc xem đẹp không, không đẹp thì bán. Thôi. Đây. Tặng em nghỉ đi. Đây em tặng cho các chị ít cái áo len nhá. Cho mẹ cái ghế nào. Em cảm ơn tất cả các chị nhé. Em cảm ơn tất cả các chị. Em có ít cái áo len em tặng quà cho các chị này. Mỗi các chị được tặng một lần thôi nhá.
Em tặng cho các chị 5 cái, 5 cái. Các chị nào nhanh tay thì được nhá. Chị nào nhanh tay thì được. Ưu tiên các chị có đơn thì tốt hơn. Không đơn cũng được. Đây em có cái này này cho các chị dưới 55 kg. Dưới 55 kg nhá. Đây, cổ thật, lông thật luôn nhá. Mới tinh, đẹp, dưới 55 kg này. Đây nhá, đẹp lắm. Em này em để mã số 109. Mã số 109 này. Dưới 55 kg. Mã số 109. Bình Nguyễn là xã 37 lấy pha 17. Phao này pha 17 đúng không? 109 của Hoàng Hằng Nga. 109 của Hoàng Hằng Nga. Ừ, Bình Nguyễn. Xã cái 37. Con tìm cái 37 của Bình Nguyễn đi con. Bình 37 của Bình Nguyễn bỏ ra. Đây em có cái len này đẹp này các chị này. Dưới 56 kg nhá. Dưới 56 kg này. Dưới 56 kg. Em này em để mã số 33. Mã số 33. Ừ. Mã số 33. Cái này của Hoàng Hằng Nga. Cái này của Hoàng Hằng Nga này. Hả? Có 2 cái mà con. Có 2 cái, một cái 51 thì cái 33. Hả? 51 thì 33. 33 của Ngô Thùy Linh. Bích Ngọc Trịnh sau rồi. Ờ Thảo Trần ơi, rồi ok. Thảo Trần ok thì chị tìm cho cái sau. Đây em có cái này này. Em có cái này này cho các chị dưới 55 kg. 33 của Ngô Thùy Linh, Bích Ngọc Trịnh sau. Em này em để mã số 94 dưới 55 kg. Mã số 94 dưới 55 kg. Mã số 94 dưới 55 kg. Được 3 cái rồi đúng không? 3 cái rồi. Cái này cho các chị size lớn này. 94 của Nhung Nguyễn. 94 của Nhung Nguyễn. Cho các chị 55 kg cho đến 65 kg này. 55 đến 65 kg nhé. 55 đến 65 kg. Em này em để mã số 79. Mã số 79 nhé. Mã số 79. 55 đến 65 kg. Mã số 79. Được 4 cái rồi đúng không? Còn một cái. Tặng các chị thêm một cái nữa thôi. Không là em lộ vốn. Tặng các chị thêm một cái nữa. Mai em lại tặng. Mai em lại tặng tiếp. Hôm nào em làm mỗi hôm em tặng các chị mấy cái. Đây em có một cái này cổ như này nhá. Cổ lọ 79 của Bích Ngọc Trịnh rồi. 79 của Bích Ngọc Trịnh. Dưới 56-57 kg. Dưới 56-57 kg này. Dưới 56-57 kg nhá. Còn một cái cuối cùng em tặng một cái cuối cùng nữa thôi đấy. Em này em để mã số 63. Mã số 63 này. Mã số 63 nhá. Cổ lọ. Cổ lọ. Mã số 63. Chị nào nhanh tay thì được. Hôm sau em làm em lại tặng cho các chị tiếp. Mã số 63, đợi xem 63 chị nào chốt đã. Mã số 63 cái này. 63 của Tình Nguyễn, Thu Hà chốt sai. Thu Hà chốt sai mã rồi. Thu Hà chốt sai mã rồi, rồi em số 63 của Tình Nguyễn. Em xin cảm ơn tất cả các chị, em xin chào tất cả mọi người. Em cảm ơn tất cả các chị ạ. Mai em đóng đơn em gọi điện trực tiếp cho các chị nhé. Mai tối mai mà em làm tiếp thì em thông báo các chị trước. Em cảm ơn tất cả mọi người. Em xin chào các chị ạ.